Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 137. Giết Thanh Sam, diệt Phái Trắng. Nghe thấy lời của Phạn Chiêu Đế, lông mày người đàn ông trung niên nhíu lại, người bên trong nền văn minh Bỉ Ngạn, hay người bên ngoài nền văn minh này? Phạn Chiêu Đế hít sâu một hơi, đè nén tất cả sát ý và tức giận, người trong nền văn minh này. Người đàn ông trung niên gật đầu, ừ, nếu là người bên ngoài nền văn minh thì phải thận trọng. Nhưng nếu là người trong nền văn minh thì không cần cân nhắc gì cả. Bởi vì đối với họ, những người trong nền văn minh đều thuộc về đạo, và những cường giả nội đạo dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ có giới hạn. Mặt khác, những người đến từ bên ngoài nền văn minh đều thuộc về ngoại đạo, loại cường giả có cấp bậc như thế, cho dù bọn họ thuộc đế tộc thời viễn cổ cũng khó có thể xem thường. Bởi vì cường giả ngoại đạo cực kỳ mạnh, năng lực rất khó lường. Tất nhiên, ông ta sẽ không đánh giá thấp họ vì điều này, ông ta nhìn Phạn Chiêu Đế, với thực lực của ngươi, nếu trong nền văn minh thì ngoại trừ thuyền Bỉ Ngạn chắc không có ai có thể sánh ngang với ngươi. Tại sao ngươi không thể tự mình xử lý hai người đó? Phạn Chiêu Đế nhẹ giọng nói, nếu một chọi một, với thực lực hiện tại của ta, ta đương nhiên có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, bọn chúng có hai người. Phía sau còn có những người khác. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Phạn Chiêu Đế, không có ngươi, chúng ta cũng có thể phá hủy thuyền thánh. Rõ ràng là ông ta muốn có nhiều lợi ích hơn. Phạn Chiêu Đế chế nhạo, bọn ta đã chiến đấu hàng tỷ năm mà vẫn chưa thắng một trận nào, ngươi nói rằng các ngươi có thể thăng ư. Ngươi không thấy nực cười sao? Ánh mắt người đàn ông trung niên hơi nheo lại, vẻ mặt không thân thiện mấy. Phạn Chiêu Đế nói tiếp. Hai người mà ta đã đề cập trước đó, ngay cả khi không có ta, các ngươi vẫn sẽ phải đối đầu với chúng. Bởi vì người mà bọn chúng bồi dưỡng đã gia nhập thánh đường Bỉ Ngạn, đứng bên phe của thuyền Bỉ Ngạn rồi, hiểu không? Lông mày người đàn ông trung niên nhíu lại. Phạn Chiêu Đế nhìn chằm chằm vào ông ta, điều gì sẽ xảy ra nếu đế tộc không thể sinh ra được đại đế nào nữa? Sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi, ông ta nhìn chằm chằm Phạn Chiêu Đế, hơi kinh ngạc. Ngươi là người của nền văn minh này, sao lại biết những thứ đó? Phạn Chiêu Đế vô cảm, đây không phải chuyện ngươi cần quan tâm. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Phạn Chiêu Đế, trong lòng đột nhiên cảnh giác. Dưới sự phong tỏa của đế tộc bọn họ, nền văn minh Bỉ Ngạn hiện tại là một cái lồng khổng lồ, tất cả những cường giả trong nền văn minh này hoàn toàn không thể thoát ra khỏi nền văn minh Bỉ Ngạn, vì vậy người dân trong nền văn minh này tuyệt đối không thể biết về thế giới bên ngoài. Nhưng vào lúc này, người phụ nữ trước mặt bất ngờ vạch trần động cơ và tình hình lúng túng mà họ hiện đang phải đối mặt của đế tộc bọn họ. Điều này sao có thể? Người đàn ông trung niên nghĩ rằng điều này thật kỳ lạ. Phạn Chiêu Đế nói tiếp, điều các ngươi muốn là thuyền Bỉ Ngạn, điều ta muốn là hiến tế tất cả chúng sinh trong vũ trụ ở Bỉ Ngạn, giết hai người đó, và phá vỡ tâm ma trong lòng ta, mục tiêu của chúng ta là như nhau, không phải sao? Người đàn ông trung niên im lặng như đang suy ngẫm. Phạn Chiêu Đế nhẹ nhàng liếc mắt nhìn ông ta, nói, hoặc có lẽ ta sẽ tạm dừng. Các ngươi có thể liều mạng với nền văn minh Bỉ Ngạn trước, sau đó ta sẽ can thiệp. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, các hạ đợi đã. Phạn Chiêu Đế dừng lại. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, cô nương thật sự không có hứng thú với thuyền Bỉ Ngạn sao? Phạn Chiêu Đế nhìn người đàn ông trung niên, không lên tiếng. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên trở nên khó chịu, ông A hiểu ý của đối phương, nhưng ông ta không có quyền quyết định. Nếu cô nương đồng ý không chạm vào thuyền Bỉ Ngạn, A, đại diện cho ác niệm đế vực sẽ để mặc cho cô nương hấp thu. Đúng lúc này, một giọng nói cổ xưa đột nhiên chậm rãi truyền đến từ tinh không. Phạn Chiêu Đế liếc nhìn vũ trụ tinh không, sau đó, cô ta chậm rãi đi về phía mảnh tinh không. Nghe đồn trong đế vực có một bảo vật tên là đế giáp, thứ này có thể bù đắp khuyết điểm trong cơ thể của ta, không biết đế vực có thể mượn được không? Sau khi trận chiến kết thúc, ta sẽ trả lại. Đế giáp, nghe được lời nói của Phạn Chiêu Đế, người đàn ông trung niên phía sau sửng sốt, không ngờ Phạn Chiêu Đế còn biết về bộ đế giáp này. Đây là bảo vật của đế vực, được rèn giữa bởi bàn tay của một vị đại đế vĩ đại đã từng ở trên đạo, và là một trong những bảo vật nòng cốt của đế tộc bọn họ. Trong tinh không, giọng nói im lặng. Ngươi muốn mượn đồ, dựa vào đâu? Phạn Chiêu Đế nói, ngoài bộ giáp này, trong thuyền Bỉ Ngạn, biển khổ giới cũng nên thuộc về ta. Nghe Phạn Chiêu Đế bảo vậy,
Sắc mặt người đàn ông trung niên sau lưng cô ta đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, thậm chí còn có chút tức giận. Đã mượn đế giáp, còn muốn biển khổ giới. Dựa vào đâu chứ? Người dựa vào đâu? Ông ta suýt chút nữa đã ta tay. Trong đế vực, giọng nói vẫn im lặng. Mà đúng lúc này, Phản Chiêu Đế bước lên tinh không, khi cô ta tiến vào mảnh tinh không này, trong nháy mắt, toàn bộ đế vực sôi trào, vô số ác niệm phá vỡ uy lực pháp tắc đại đạo của đế vực, hội tụ về phía mảnh tinh không này. Cảnh giới bán bộ đạo chi ngoại. Nhìn thấy cảnh này, trong thông đạo thời không, người đàn ông trung niên đã hóa đá tại chỗ, giọng nói có chút run rẩy. Ở thời đại cuối cùng của pháp luật, do đại đế không xuất hiện, cho nên đạt tới cảnh giới bán bộ đạo chỉ ngoại đồng nghĩa với việc vô địch. Ngay cả một đại gia tộc có danh là đế tộc, đối mặt với một cường giả bán bộ đạo chi ngoại cũng phải cực kỳ thận trọng. Ông ta không ngờ rằng người phụ nữ trước mặt đã vượt qua cảnh giới chân thánh, đạt tới cảnh giới bán bộ đạo chi ngoại. Sau cơn khiếp sợ là niềm vui sướng, cũng may vừa nãy không ra tay, nếu không e là ông ta đã chết rồi. Nếu bị giết, đế tộc tuyệt đối không thể đắc tội đến một cường giả vô song đạt tới cảnh giới bán bộ đạo chi ngoại. Đúng lúc này, trước mặt Phản Chiêu Đế, thời không đột nhiên nứt ra, khoảnh khắc tiếp theo, một ông lão tóc bạc chậm rãi bước ra. Nhìn thấy ông lão, sắc mặt người đàn ông trung niên đột nhiên thay đổi, ông ta vội vàng hành lễ. Ông lão này không ai khác chính là tộc trưởng hiện tại của đế tộc bọn họ, tộc trưởng Đế Minh. Đế Minh ôm quyền về phía Phản Chiêu Đế, thất kính rồi. Nếu người phụ nữ trước mặt ông ta chỉ là một vị chân thánh đỉnh cấp thì ông ta cũng sẽ không đích thân ra mặt. Một chân thánh đỉnh cấp có thể mạnh, nhưng chỉ cần họ không đạt tới cảnh giới bán bộ đạo chỉ ngoại thì sẽ không được công nhận trong giới này. Cảnh giới bán bộ đạo chi ngoại. Một cường giả ở cấp độ này, đối với đế tộc mà nói vô cùng quan trọng, sẽ phải cực kỳ coi trọng. Phản Chiêu Đế nhìn Đế Minh trước mặt, thế nào? Đế Minh mỉm cười nói, không có vấn đề gì. Nếu người phụ nữ trước mặt ông ta chỉ là chân thánh đỉnh cấp thì khi cô ta muốn biển khổ giới và đế giáp sẽ bị coi là không biết điều. Nhưng nếu là bán bộ đạo chi ngoại thì yêu cầu này cũng không quá đáng, ngược lại, đế tộc vẫn kiếm được lời. Nhận được câu trả lời của Minh Đế, Phản Chiêu Đế gật đầu, đôi mắt từ từ nhắm lại, ác niệm từ bốn phía ùn ùn kéo đến tập trung về phía cô ta như thủy triều. Cô ta đang hấp thu toàn bộ ác niệm của đế vực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể nói, với thực lực hiện tại của cô ta, dù đi đến bất cứ vũ trụ nào, chỉ cần người mạnh nhất trong vũ trụ đó không thể đánh bại cô ta thì cô ta có thể hấp thu hết ác niệm của vũ trụ đó. Nếu cô ta hiến tế tất cả sinh vật trong vũ trụ đó thì thực lực cũng sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Bây giờ cô ta, đại đạo đã thành, ở lãnh vực trong đại đạo của cô ta, tất cả những thứ liên quan đến tà ác đều là thuốc bổ đối với Phản Chiêu Đế. Đế Minh nhìn Phản Chiêu Đế đang điên cuồng hấp thu cách đó không xa, mặc dù vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã thấy hơi nghiêm trọng. Trước đây ông ta đã từng nhìn thấy những ác niệm đáng sợ như vậy. Ông ta đã từng nhìn thấy loại đại đạo này, những người như thế vốn có rất nhiều trong vũ trụ rộng lớn. Vũ trụ không thiếu những kẻ ác nhân, tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ thấy ai phát triển ác đạo đến mức này. Nó mạnh đến nỗi khiến ông ta cảm thấy có gì đó bất thường. Những ác niệm vô tận hội tụ, cuối cùng rót vào trong cơ thể Phản Chiêu Đế, và vào cùng với dòng ác niệm này, khí tức của Phản Chiêu Đế đột nhiên bắt đầu trải qua những thay đổi long trời lở đất, toàn bộ vũ trụ tinh hà đột nhiên trở nên giống như sóng nước gợn sóng. Lột xác, ác đạo lực của cô ta đang lột xác. Nhìn thấy cảnh này, tất cả cường giả của đế tộc trong lĩnh vực đều sửng sốt. Đế Minh im lặng, vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này, ông ta hơi hối hận vì đã đồng ý cho người phụ nữ trước mặt nuốt chửng ác niệm của đế vực. Bởi vì vào lúc này, khí tức ác niệm áp đảo tỏa ra từ cơ thể của Phản Chiêu Đế cực kỳ mạnh, dù là ông ta cũng cảm thấy bất thường. Nhưng hiện tại, ông ta tất nhiên không thể hối hận. Bây giờ hối hận chẳng khác nào gây thù chuốc oán. Đúng lúc này, Phản Chiêu Đế cách đó không xa, đột nhiên nắm chặt tay phải. Trong sự kìm kẹp này, sức mạnh vô tận của ác đạo trong cơ thể trào dâng về trái tim cô ta. Trong thời gian ngắn, vô số sức mạnh ác đạo tràn vào tim cô ta. Trong phút chốc, toàn bộ tinh vực hóa thành một biển máu, vô số cường giả đế tộc xung quanh rối rít rút lui, cách xa khu vực trung tâm này. Tim ác đạo. Giờ phút này, trong cơ thể Phản Chiêu Đế, trái tim đó đã trở thành tim ác đạo, do vô số sức mạnh ác đạo ngưng tụ mà thành.
Sức mạnh ác đạo ngự trị trong tim, chỉ một ý niệm, có thể tiêu diệt tất cả. Sau khi nuốt chửng ác niệm của toàn bộ đế vực, thực lực của cô ta lại một lần nữa được cải thiện rất nhiều. Còn đối diện với Phạn Chiêu Đế, sự nghiêm túc trong mắt đế minh đã lặng lẽ biến thành sợ hãi, sức mạnh ác đạo của người phụ nữ trước mặt này đúng là không thể tưởng tượng nổi, khiến ông ta cảm thấy đáng sợ, người phụ nữ này thật sự đã tích trữ tất cả sức mạnh ác đạo trong một trái tim. Điều khủng khiếp nhất là trái tim của cô ta vẫn có thể chứa đựng toàn bộ số sức mạnh ác đạo này. Người phụ nữ này muốn làm gì? Trong thời đại không có pháp luật này, khó sinh ra đại đế, chẳng lẽ cô ta muốn mở ra một con đường hoàn toàn mới để trở thành đại đế sao? Vẻ mặt của đế minh nghiêm túc vô cùng. Phạn Chiêu Đế chậm rãi mở mắt ra, trong mắt cô ta, biển máu đang cuộn tròn như thủy triều, lúc này thực lực của cô ta đã đạt tới trình độ chưa từng có, chỉ cần một ý nghĩ cũng đủ dễ dàng xóa sổ vô số nền văn minh vũ trụ cấp 10. Vô số cường giả đế tộc xung quanh đều chấn động, giờ phút này, Phạn Chiêu Đế cho bọn họ cảm giác thật sự rất đáng sợ. Lúc này, đế minh đột nhiên mỉm cười nói, chúc mừng. Khi nói, ông ta dừng lại một chút rồi lại nói, nếu các hạ muốn hiến tế nền văn minh Bỉ Ngạn. Phạn Chiêu Đế đột nhiên nói, ta muốn ác niệm của thuyền Bỉ Ngạn. Đế minh không chút do dự, mà rất vui vẻ, được. Nếu người phụ nữ trước mặt không yêu cầu bất cứ điều gì khác, ông ta ngược lại sẽ có chút sợ hãi. Mục tiêu của đế tộc trong việc có được thuyền Bỉ Ngạn là vì một số thứ bên trong nó chứ không phải vì bản thân thuyền Bỉ Ngạn. Chỉ cần có được những thứ đó, đế tộc có thể có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Khi đó Phạn Chiêu Đế sẽ trở nên tầm thường như con kiến hôi trong mắt họ. Đừng nhìn sức mạnh khủng khiếp của Phạn Chiêu Đế lúc này mà lầm. Suy cho cùng, cô ta vẫn chưa thực sự thực hiện được bước đi đó. Nếu không thực hiện được bước đó, cô ta không thể tạo ra mối đe dọa thực sự cho đế tộc. Nếu đế tộc có thể sinh ra một đại đế mới, 100 Phạn Chiêu Đế cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Phạn Chiêu Đế chậm rãi quay đầu lại, cô ta nhìn nền văn minh Bỉ Ngạn, chỉ cần một cái liếc mắt, cô ta đã xuyên thủng vô số thời không, cuối cùng, ánh mắt rơi vào tòa tháp nhỏ bên trong Diệp Quân. Diệp Quân dường như cảm nhận được gì đó, hắn mở mắt ra nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Phạn Chiêu Đế. Phạn Chiêu Đế nhìn chằm chằm hắn, đánh một trận một chọi một nhé. Ta sẽ cho ngươi sử dụng cả hai tay. Vừa nói, cô ta vừa cười nhẹ rồi nói thêm, hoặc bỏ qua quá trình này đi. Chỉ cần gọi ông nội và cô của ngươi ra là được. Dù sao cuối cùng thì ngươi cũng phải gọi bọn họ mà thôi. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế xuyên thời không, cô tự tin như vậy, vì sao không tự mình gọi bọn họ. Phạn Chiêu Đế cười nhẹ, được. Sau đó, cô ta ngẩng đầu nhìn không gian sâu thẳm và bầu trời, ánh mắt đông cứng lại. Thiên mệnh váy trắng, kiếm chủ. Thanh Sam dám đến đây đánh một trận không? Một luồng sức mạnh ác đạo đáng sợ bao phủ giọng nói này, lao vào sâu trong tinh hà vũ trụ. Có dám đến đấu một trận không? Trong vũ trụ vô tận, âm thanh này xuất hiện như sấm giật, nơi nó đi qua tỉnh hà sôi trào, chư thiên run rẩy, vô số sinh linh trên vũ trụ đều nghe thấy rõ ràng. Nhưng lại không có một lời đáp nào. Toàn bộ tinh hà vũ trụ vô cùng yên tĩnh. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân dần thay đổi. Tiểu tháp run rẩy nói, sao có thể được. Diệp Quân cũng cảm thấy khó hiểu. Vì trong thế giới của hắn, cô váy trắng và ông nội là một tồn tại vô địch. Đến tận bây giờ chưa một kẻ thù nào có thể sống sót sau khi gây hấn với hắn. Chưa bao giờ có. Nhưng bây giờ lại không có chút hồi âm nào. Chẳng lẽ thực lực của Phạn Chiêu Đế này? Nghĩ đến đây. Diệp Quân bỗng thấy hơi sợ hãi, Phạn Chiêu Đế từng nhìn thấy thực lực của cô, nhưng khi đó Phạn Chiêu Đế yếu kém hơn bây giờ rất nhiều, có thể nói Phạn Chiêu Đế bây giờ đã vượt xa ngày xưa nhiều. Phạn Chiêu Đế không phải một kẻ ngốc. Cô ta dám khiêu khích cô váy trắng và ông nội như thế chắc chắn là có đủ tự tin. Lúc này, một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu hắn. Nếu cô váy trắng và ông nội không còn vô địch nữa. Suy nghĩ này vừa xuất hiện. Cảm giác sợ hãi lập tức lan ra trong lòng hắn tựa như thủy triều. Không. Diệp Quân bỗng siết chặt hai tay, nếu cô và ông nội không còn vô địch nữa thì lẽ nào hắn phải sợ hãi, sau đó hoàn toàn tuyệt vọng à? Nếu đặt niềm tin của bản thân vào ông nội và cô thì hắn sẽ mãi mãi không thể nào vượt qua được họ, dù thành lập một trật tự mới thì nền tảng của trật tự đó cũng thành lập dựa vào ông nội và cô. Dưới tình huống này, sao có thể bảo cô váy trắng và ông nội tuân thủ theo trật tự này được?
Ha ha! Diệp Quân bỗng cười to, tiếng cười vang vọng khắp vũ trụ tinh không như sấm rền, khiến vũ trụ tinh hà liên tục rung động. Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Tên này cười gì vậy? Diệp Quân cười to nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Thì ra niềm tin từ trước đến giờ của Diệp Quân ta đều được xây dựng dựa vào cô và ông nội, nhưng ta chưa từng suy nghĩ sâu xa, phản chiêu đế, nếu không nhờ những lời này của cô thì ta thật sự không phát hiện ra ấy chứ. Nói đến đây, hắn bỗng cầm kiếm chỉ về phía phản chiêu đế từ xa, phản chiêu đế, bây giờ Diệp Quân ta sẽ cho cô biết, ở trong lòng ta, tương lai sẽ có một ngày cô và ông nội phải nghe theo trật tự do ta xây dựng. Diệp Quân ta sẽ đứng trước mặt bọn họ, chính miệng nói rằng kiếm đạo của bọn họ cũng chỉ đến thế mà thôi. Oanh! Trong cơ thể Diệp Quân thoáng chốc có một tia kiếm ý đáng sợ cuộn trào khắp chư thiên vạn giới. Đó không phải là kiếm ý trật tự mà là kiếm ý vô địch. Lúc này, kiếm ý vô địch im lặng đã lâu của hắn xuất hiện một lần nữa, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn với một tốc độ khủng khiếp. Kiếm tâm bị che phủ, một khi phát hiện sẽ trở nên sáng như tuyết. Không dám vượt qua cả suy nghĩ trong lòng mình thì sao dám có ý vô địch chứ? Trước đây hắn vẫn luôn che giấu suy nghĩ thật trong lòng mình, thật ra bản thân hắn cũng biết đây là một điều không thực tế. Cô váy trắng và ông nội quá vô địch, nếu chỉ dám lén so sánh cũng giống như việc mình thầm mến một cô gái váy, ngay cả nói cũng không dám thì yêu. Đương cái gì? Hôm nay, Diệp Quân hắn muốn lớn tiếng nói ra suy nghĩ chân thực nhất trong lòng hắn. Hắn muốn một ngày nào đó trong tương lai đứng trước mặt ông nội và cô, quang minh chính đại nói với họ rằng, cô, ông nội, kiếm đạo của hai người cũng chỉ đến thế mà thôi. Ha hai! Diệp Quân cười to một cách điên cuồng, lúc này, tâm kiếm đạo của hắn không còn chút bụi mờ nào nữa, sáng như tuyết như trăng. Kiếm ý vô địch điên cuồng dâng trào, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, khí thế của kiếm ý vô địch đã không thua kém gì kiếm ý trật tự của hắn nữa. Nhất kiếm song ý. Cả hai ý đều đã đạt đến cấp bậc chân thánh. Nhìn thấy khung cảnh này, lúc này vô số giáo chủ của nền văn minh Bỉ Ngạn cũng vô cùng hưng phấn, bọn họ không ngờ kiếm này của Diệp Quân lại là song ý, hơn nữa ý thứ hai còn đáng sợ như thế. Nhất kiếm song ý. Sức chiến đấu đó. Giáo chủ dẫn đầu đó kích động đến mức nước mắt tuôn rơi, thuyền thánh, giáo chủ các đời, mọi người có nhìn thấy không? Dưới sự chăm sóc dạy dỗ của ta, thời đại của ta đã xuất hiện một yêu nghiệt như thế đó, các ngươi đều không bằng ta được. Mọi người, tổ đạo trong bóng tối nhìn chăm chăm Diệp Quân, không thể không nói lúc này y cảm thấy cực kỳ rung động. Thân là tổ đạo, từng thống trị vũ trụ cấp 10 nhiều năm như thế, y từng gặp không biết bao nhiêu thiên tài và yêu nghiệt, mà trước mắt chỉ có 4 người khiến y cảm thấy rung động, đó là Sang Thế Đế Thần, Phản Chiêu Đế, Lăng Tiêu, và bây giờ có thêm một Diệp Quân nữa. Còn về chủ nhân bút đại đạo, trực giác nói với y thực lực của người đó còn mạnh hơn lúc y ở thời kỳ đỉnh cao. Y rất thích Lăng Tiêu, tính cách hào sảng, trọng nghĩa khí, có thiên phú cao, nếu cùng nhau tu luyện y thật sự không dám chắc có thể vượt qua được đối phương. Còn về Phản Chiêu Đế, người phụ nữ này rất xấu xa. Vừa nghĩ tới, y lại nổi giận. Sang Thế Đế Thần thì, nghĩ đến người đó, y lập tức nhíu mày. Trước đây y từng gặp người này một lần, sau đó thì đối phương hoàn toàn biến mất, không chút tiếng động, y cũng không thể điều tra ra được, việc này khiến y cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng đối phương và y không có ân oán gì cả, vì thế y cũng không quan tâm nữa. Mà thiên phú của Diệp Quân lúc này cũng khiến y rất rung động. Người này khá kỳ lạ, y phải đề phòng một chút, đứng trong bóng tối quan sát Diệp Quân bằng ánh mắt sâu thẳm. Trong lòng đưa ra quyết định. Không thể để người này tiếp tục sống. Dù bây giờ Diệp Quân còn chưa đạt đến bán bộ đạo chi ngoại, nhưng sau lần này, y lại phát hiện ra điều đáng sợ của Diệp Quân, sau này chắc chắn tên này sẽ trở thành một mối họa lớn. Cũng giống như chân thánh Sơ Thủy kia. Năm đó cũng vì đế tộc sơ ý mới khiến chân thánh Sơ Thủy vùng dậy, cuối cùng mang đến tai họa cho đế tộc. Nếu không vì chân thánh Sơ Thủy kia thì đế tộc đã đứng đầu nền văn minh Bỉ Ngạn này từ lâu rồi. Vừa nhớ tới chân thánh Sơ Thủy kia, sắc mặt đế minh trở nên vô cùng u ám, năm đó vì chân thánh Sơ Thủy, đế tộc đã phải trả giá quá đắt, làm ảnh hưởng đến cả căn cơ của đế tộc. Mà bây giờ, ông ta lại gặp một nhân vật đáng sợ và yêu nghiệt giống như chân thánh Sơ Thủy năm đó. Nhất định phải chết. Đế minh nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt là sát khí không thể che giấu.
Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân từ xa, thấy sát khí tản ra từ trên người Diệp Quân, cô ta cười khẩy, muốn giết ta à? Đến đây! Diệp Quân cười to, ta sẽ đến ngay. Phản Chiêu Đế thu hồi tâm mắt, cô ta nhìn Đế Minh bên cạnh, có thể quyết chiến rồi. Đế Minh gật đầu, cũng đến lúc kết thúc thôi. Phản Chiêu Đế chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu cô ta xuất hiện một người mặc đồ trắng. Chiến trường Bỉ Ngạn, khi thấy Diệp Quân đạt đến chân thành, còn mang theo hai loại kiếm ý, chân thánh Hạo Nhiên bỗng bật cười. Thật ra ông ta cũng không thấy bất ngờ vì Diệp Quân đạt đến chân thánh, nhưng ông ta không ngờ Diệp Quân có thể đạt được nhanh như thế, đúng là ghê gớm. Người đàn ông cao to trên bầu trời bỗng cất lời, được đấy. Dứt lời, gã vung tay áo, một ngôi sao bay tới trước mặt gã thoáng chốc hóa thành cho bụi. Gã nhìn về phía cuối thông đạo thời không, trong mắt lộ vẻ lo lắng, vì khi nãy gã cũng nhìn thấy Phản Chiêu Đế, thực lực của người phụ nữ này quá mạnh mẽ. Nụ cười trên mặt Hạo Nhiên bên dưới cũng dần biến mất. Ông ta cũng nhìn thấy cô gái áo đỏ kia. Ở bên kia, người đàn ông cao to như núi kia điên cuồng đánh vào thời không trước mặt, thiên địa nhất thời phát ra tiếng nổ. Trong tiểu tháp, Diệp Quân khép hở mắt, kiếm ý trật tự và kiếm ý vô địch tràn ngập trong thiên địa. Hai loại kiếm ý này đã đạt đến cấp bậc chân thánh. Kiếm ý vô địch. Thật ra hắn cũng hơi bất ngờ, không ngờ rằng kiếm ý vô địch này có thể xuất hiện một lần nữa. Đương nhiên đây là một chuyện tốt. Lúc này, tiểu tháp bỗng cất lời, thực lực của người phụ nữ kia lại mạnh lên rồi. Diệp Quân im lặng, bây giờ hắn có hai loại kiếm ý, còn hòa hợp với huyết mạch phong ma, có thể nói thực lực của hắn bây giờ mạnh. Hơn vũ trụ cấp 10 rất nhiều lần. Nhưng theo như lời tháp ra, người phụ nữ kia lại mạnh hơn rồi. Diệp Quân bỗng bật cười. Lúc này, giáo chủ đi tới cúi chào Diệp Quân, đại thánh tử. Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía giáo chủ nói, thánh tử, chân thánh Hạo Nhiên mời ngài đi tới chiến trường Bỉ Ngạn. Diệp Quân hơi nghi ngờ, chiến trường Bỉ Ngạn. Giáo chủ gật đầu, đúng vậy. Sau một hồi im lặng, Diệp Quân cất lời, đi. Một lát sau, Diệp Quân và giáo chủ đi tới một khu đất trống, trước mặt hắn có một con đường vô cùng rộng. Diệp Quân nghi ngờ nhìn về phía thềm đá, giáo chủ, đây là... Giáo chủ cúi chào Diệp Quân, sau đó nói, mời thánh tử đi lên cầu thang thánh. Giáo chủ rất cung kính với Diệp Quân, trong mắt tràn đầy sự thành kính. Diệp Quân không suy nghĩ nhiều, hắn xoay người bước lên cầu thang, ngay sau khoảnh khắc đó, cầu thang kia bỗng nhiên rung dữ dội. Sau đó vô số thánh ý dâng lên từ trên cầu thang, sau đó tập trung về phía Diệp Quân. Lễ rửa tội chân thánh, Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ. Giáo chủ sau lưng Diệp Quân cung kính nói, thánh tử, trên cầu thang thánh này có 10.008 ý chí chân thánh của thánh đường Bỉ Ngạn ta, những ý chí chân thánh này đều là ý chí mà những chân thánh của nền văn minh Bỉ Ngạn để lại nơi này sau khi chết. Chỉ cần là chân thánh sau này của nền văn minh Bỉ Ngạn ta đều có thể được nhận lễ rửa tội chân thánh. Đắp nặn thánh thân, ngưng tụ thánh hồn. Đắp nặn thánh thể, ngưng tụ thánh hồn. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hắn nhìn phía bên trên cầu thang, trên đó có vô số ý chí chân thánh liên tục ngưng tụ về phía hắn, cuối cùng tràn vào trong cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc, dưới sự trợ giúp của những ý chí chân thánh này, thân thể của hắn bắt đầu lột xác, không chỉ thân thể mà linh hồn cũng lặng lẽ thay đổi vào thời điểm này. Cùng lúc đó, vô số hình ảnh vụn vặt bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Đó là một vùng tinh không rộng lớn, đây vốn là một tinh không vô cùng yên tĩnh, nhưng một ngày nào đó, bỗng dưng có vô số ngôi sao hạ xuống, mỗi ngôi sao đều chứa đựng lực lượng đáng sợ, chỉ trong nháy mắt, tinh vực này đã bị bốc cháy. Lúc này, một người đàn ông áo trắng bỗng xuất hiện trên bầu trời sao, người đàn ông dùng khả năng của mình phong ấn toàn bộ tinh không, không cho những ngôi sao này rơi xuống nền văn minh. Chân thánh Sơ Thủy. Không một ai biết tên của y, chỉ biết y là chân thánh đầu tiên của nền văn minh Bỉ Ngạn. Cứ thế, người đàn ông kia đã vì nền văn minh Bỉ Ngạn mà trấn thủ trong tinh không vô số năm. Lúc này, vô số cao thủ chân thánh của nền văn minh Bỉ Ngạn đi tới vùng tinh không này, bắt đầu đại chiến với đế tộc Ngạo Vực. Chân thánh là cao thủ mạnh nhất của nền văn minh Bỉ Ngạn, nhưng ở nơi này, bọn họ phải đối mặt với những cao thủ đế tộc ngoại vực đáng sợ kia. Dù có thuyền thánh giúp đỡ, nhưng vẫn ngày càng có nhiều chân thánh chết đi. Khi mỗi một ý chí chân thánh giúp đỡ hắn, hắn đều có thể nhìn thấy hình ảnh lúc chết của đối phương. Nền văn minh Bỉ Ngạn có tổng cộng 10.024 vị chân thánh,
mà ở nơi này đã có 10.009 vị chân thánh tử trận. Các chân thánh còn lại vẫn đang chấn giữ ở chiến trường Bỉ Ngạn. Thấy những chân thánh kia lần lượt chết trên chiến trường, Diệp Quân vô cùng kinh sợ, những chân thánh này người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ vì để ngăn cản đế tộc ngoại vực đáng sợ kia. Khi đối mặt với đế tộc ngoại vực, tất cả chân thánh đều không lùi bước, không đầu hàng, tất cả đều bình thản đối mặt với cái chết. Chiến đấu vì nền văn minh Bỉ Ngạn, chiến đấu cả một vùng đất phía sau. Nhìn những chân thánh kia lần lượt chết đi, Diệp Quân thầm thấy rất rung động. Từ trước đến giờ, đa số những cao thủ hắn gặp đều vô cùng ích kỷ, cao thủ càng mạnh sẽ càng như thế, vì khi đến trình độ của bọn họ, ngoài trường sinh và đại đạo, gần như không còn thứ gì khác có thể khiến bọn họ cảm thấy hứng thú. Bảo bọn họ chết vì người khác, vậy thì càng không có khả năng. Nhưng những cao thủ hàng đầu của nền văn minh Bỉ Ngạn lại không như thế, bọn họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì bảo vệ Bỉ Ngạn giới ở phía sau. Khi Diệp Quân đi tới bậc thang cuối cùng, đến trước cửa đá, lúc này cơ thể của hắn đã biến thành thánh thể, nói một cách đơn giản là thân thể cũng đã lột xác thành cảnh giới chân thánh, không chỉ thế mà thần hồn của hắn cũng tăng cường hơn nhiều. Thánh thể, thánh hồn, đây là quà tặng từ những người đã tử trận, tuy người đã chết nhưng ý chí vẫn còn tồn tại, dùng những gì còn lại của mình bảo vệ hậu nhân chiến đấu với đế tộc. Diệp Quân xoay người nhìn xuống bậc thang, những ý chí chân thánh kia đang dần ẩn mình. Diệp Quân khẽ cất lời, cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người đi về phía cửa đá, mà lúc này bỗng có một giọng nói vang lên từ sau lưng, hậu nhân, bảo trọng. Diệp Quân dừng bước lại, các tiền bối yên tâm, hôm nay A được nhận quà từ các tiền bối, nếu ta còn sống thì không một ai có thể bước vào nền văn minh Bỉ Ngạn cả. Dứt lời, hắn đi vào trong cửa đá. Phía cầu thang lại có một giọng nói vang lên, thật sự rất giống hắn trước đây. Hắn trước đây. Chân thánh sơ thủy, trước đây người đó thật sự rất huy hoàng. Sau khi bước vào cửa đá, Diệp Quân đã xuất hiện trong chiến trường tinh không. Lúc này có mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Diệp Quân nhìn Hạo Nhiên phía xa, khi thấy Hạo Nhiên, hắn khẽ mỉm cười, tiền bối. Hạo Nhiên cười nói, không ngờ ngươi lại đến đây nhanh. Thế, Diệp Quân tiến lên một bước, lúc hắn đặt chân xuống, Hạo Nhiên đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhìn lối đi phía xa, nhẹ giọng hỏi. Tiền bối, mọi người trấn giữ ở nơi này sao? Hạo Nhiên gật đầu, phải. Diệp Quân hỏi, có thể nói qua một chút không? Hạo Nhiên đáp, năm đó thuyền thánh đáp xuống nơi này, thành lập một nền văn minh Bỉ Ngạn, mà sau đó, đế tộc bỗng nhiên cũng đến đây, muốn cướp đi thuyền thánh, hủy. Diệt nền văn minh của gia tộc ta, vì thế, chân thánh sơ thủy bèn dẫn theo những chân thánh kia vùng dậy phản kháng. Diệp Quân nhìn về phía Hạo Nhiên, đánh nhau từ lúc đó đến bây giờ ư? Hạo Nhiên gật đầu, Diệp Quân im lặng. Hạo Nhiên nhẹ giọng nói, bây giờ nơi này cũng chỉ còn lại 14 người chúng ta và ngươi, đương nhiên ta biết ngươi cũng không phải người của nền văn minh Bỉ Ngạn, nên ngươi có thể ở lại, cũng có thể rời đi, chúng ta không ép ngươi. Không phải người của nền văn minh Bỉ Ngạn. Nghe thấy lời Hạo Nhiên nói, 12 người bên cạnh ông ta đều hơi ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ Diệp Quân lại không phải người của nền văn minh Bỉ Ngạn. Diệp Quân mỉm cười nói, tiền bối, ta là đại thánh tử, được những giáo chủ kia công nhận. Hạo Nhiên nhìn Diệp Quân một lúc rồi cười nói, hoan nghênh. Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao to tên Quân Vũ ở phía chân trời, ngoài chân thánh sơ thủy, đây là người còn lại trấn giữ ở nơi này, cũng đều nhờ gã ngăn chặn đại đạo pháp của đế tộc. Nếu không nền văn minh đế tộc hoàn toàn không thể gảng gượng được lâu như thế. Người đàn ông cao to tên Quân Vũ khế mỉm cười, gã gật đầu với Diệp Quân coi như chào hỏi. Diệp Quân nhìn về phía Quân Vũ, đối phương có khí thế hùng hậu như một bầu trời sao rộng lớn, cực kỳ mạnh mẽ. Hạo Nhiên lại nhìn về phía một người đàn ông vạm vỡ ở cách đó không xa, y tên Sơn Cương, là một thể tu. Người đàn ông tên Sơn Cương cười to, tiểu huynh đệ, hoan nghênh nhé. Diệp Quân hơi ngạc nhiên nhìn về phía Sơn Cương, vị tiền bối này đang làm gì thế? Hạo Nhiên đáp, đào một con đường đi ra ngoại giới cho nền văn minh Bỉ Ngạn của chúng ta. Nghe vậy, lúc này Diệp Quân mới phát hiện nơi này có sức mạnh phong ấn rất mạnh. Hạo Nhiên nhìn về phía người bên cạnh, đang định giới thiệu thì một người đàn ông trung niên cười nói, Hạo Nhiên, không cần giới thiệu chúng tôi đâu, sau trận chiến này, nếu có thể sống thì có thể giới thiệu với nhau. Còn chết rồi thì cũng không còn gì nữa,
biết tên cũng chẳng có ý nghĩa. Các chân thánh còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Hạo Nhiên im lặng suy nghĩ, sau đó gật đầu, được. Diệp Quân cất tiếng hỏi, tiền bối, thuyền thánh đâu rồi? Hạo Nhiên nhìn về phía lối đi bí ẩn kia, lúc trước nó nằm trên người chân thánh Sơ Thủy, nhưng bây giờ thì... Diệp Quân ngẩng đầu nhìn theo hướng đó, bên kia là đế tộc sao? Hạo Nhiên gật đầu, phải. Diệp Quân hỏi, chúng ta còn có ai giúp đỡ không? Hạo Nhiên lách đầu, không còn nữa. Diệp Quân lại hỏi, thực lực của đế tộc mạnh đến mức nào? Hạo Nhiên lách đầu, không biết. Diệp Quân cảm thấy đau đầu. Tại sao mình luôn phải lội ngược dòng thế? Vừa mới bắt đầu đã yếu thế hơn thì ai mà chịu nổi? Dường như hiểu suy nghĩ của Diệp Quân, Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, ngược dòng thay đổi tình thế mới là thú vị nhất, không phải sao? Diệp Quân cười đáp, đúng là như thế. Dứt lời, hắn nhìn vô số những ngôi sao kéo đến từ chân trời kia, tiền bối, đã tính toán nên đánh nhau thế nào chưa? Hạo Nhiên đáp, chúng ta dự định sẽ phòng thủ, phải xem ngươi, nếu ngươi có tính toán khác thì có thể thử xem. Diệp Quân cất lời, phản công. Phản công. Nghe Hà nói thế, tất cả mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn sang. Diệp Quân nhìn chằm chằm lối đường bí ẩn kia, các vị tiền bối trấn giữ ở nơi này phải tốn rất nhiều sức lực để duy trì cho thời không này không bị nứt vỡ. Dưới tình huống đó, chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi, vì thế ta chọn phản công, đặt chiến trường ở đế tộc, mọi người thấy sao? Hạo Nhiên nói, trước đây cũng từng có một người nói như thế. Diệp Quân hỏi, chân thánh Sơ Thủy sao? Hạo Nhiên gật đầu, phải. Diệp Quân hỏi, kết cục thế nào? Hạo Nhiên nhìn về phía thông đạo truyền tống kia, nhẹ giọng nói, một đi không trở lại. Diệp Quân im lặng, sắc mặt những chân thánh còn lại rất u ám. Diệp Quân cất lời, vậy thì đi lại một lần nữa. Hạo Nhiên nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân nhìn ông A, cứ phòng thủ mãi như thế cuối cùng cũng sẽ có ngày thất bại, nếu như thế sao không thử tấn công một lần. Dù cuối cùng thất bại, chúng ta cũng nên đổ máu trên lãnh thổ của đế tộc. Để bọn họ cũng nếm thử cảm giác bị người khác TNS công. Ha ha. Lúc này, một người đàn ông sau lưng chân thánh Hạo Nhiên bỗng bật cười, tiểu hữu này nói rất hay, anh Hạo Nhiên, đúng như lời Diệp tiểu hữu nói, chúng ta phòng thủ mãi ở đây chắc chắn sẽ có ngày thất thủ, nếu như thế sao không đánh bọn họ một trận luôn. Những chân thánh còn lại cũng bật cười, đồng loạt tỏ vẻ tán thành. Vẫn luôn phòng thủ bị động thật sự quá khó chịu. Hạo Nhiên cười nói, ta cũng cảm thấy có thể. Diệp Quân cười nói, vậy thì phản công thôi. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía thông đạo thời không bí ẩn kia, đang định xuất phát thì Hạo Nhiên chợt nói, đợi đãi. Diệp Quân xoay người nhìn về phía Hạo Nhiên mỉm cười nói, còn nhớ cá cược của chúng ta trước đây không? Diệp Quân thoáng ngây người, sau đó cười đáp, đương nhiên rồi. Hạo Nhiên nhìn Diệp Quân, hôm nay... Hạo Nhiên của nền văn minh Bỉ Ngạn sẵn lòng tuân theo trật tự của kiếm chủ trật tự Diệp Quân. Oanh! Chỉ một lời nói, trong cơ thể Diệp Quân bỗng bộc phát ra mấy kiếm ý đáng sợ, kiếm ý mạnh mẽ xông thẳng lên bầu trời, thoáng chốc phá tan mấy trăm nghìn ngôi sao. Thấy khung cảnh này, mọi người đều hơi khiếp sợ. Đạo trật tự! Khí thế kiếm ý của Diệp Quân điên cuồng dâng lên như không có giới hạn, uy lực kiếm ý mạnh mẽ chấn áp đất trời. Lúc! Này! Một chân thánh bỗng cười nói, thì ra tiểu hữu tu luyện đạo trật tự, được, ta sẵn lòng tuân theo trật tự của tiểu hữu. Chân thánh này vừa nói xong, khí thế kiếm ý của Diệp Quân lại điên cuồng tăng vọt một lần nữa. Thấy các chân thánh còn lại cũng muốn tuân theo, Diệp Quân vội nói, các vị tiền bối, mọi người không cần phải ép buộc bản thân đầu, ta. Ép buộc gì chứ? Một chân thánh cười nói, tiểu hữu, ngươi chiến đấu vì nền văn minh Bỉ Ngạn của chúng ta. Chúng ta nghe theo trật tự của ngươi là chuyện hiển nhiên thôi. Đúng vậy. Một chân thánh cũng cười nói, nếu đến giờ phút này mà chúng ta còn so đo nhiều như thế thì thật vô nghĩa. Nào, để chúng ta giúp tiểu hữu một tay. Ta sẵn lòng tuân theo trật tự của kiếm chủ trật tự. Ta sẵn lòng tuân theo trật tự của kiếm chủ trật tự. Theo những âm thanh vang vọng, kiếm ý của Diệp Quân lại thay đổi một lần nữa, chỉ uy áp của một khí thế kiếm ý đã phá vỡ hàng triệu ngôi sao. Ha ha! Sơn Cương vạm vỡ ở phía xa bỗng cười to, Sơn Cương ta cũng sẵn lòng tuân theo trật tự của kiếm chủ trật tự. Ầm! Kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân rung động dữ dội, những tia kiếm ý đáng sợ cuộn trào, chỉ trong nháy mắt, vô số ngôi sao rơi xuống từ chân trời đều vỡ nát,
bầu trời thoáng trở nên đen kịt, nhưng ngay sau đó, vô số ngôi sao lại rơi xuống từ sâu trong tinh không. Quân Vũ ta sẵn lòng tuân theo trật tự của kiếm chủ trật tự. Lúc này, người đàn ông cao to tên Quân Vũ trên bầu trời cũng cất lời, mà sau khi gã nói xong, kiếm ý của Diệp Quân lại tiếp tục mạnh hơn. Lúc này, kiếm đạo trật tự của Diệp Quân đã đạt tới một trình độ vô cùng đáng sợ, có thể nói ngoài chân thánh sơ thủy năm đó thì hẳn chính là người mạnh nhất trong cảnh giới chân thánh. Đạt giới hạn của chân thánh. Thấy cảnh này, giáo chủ bên dưới ngây người, sau đó nói, thánh tử cần sức mạnh tín ngưỡng. Sau đó, ông ta xoay người chạy đi thánh đường Bỉ Ngạn. Sắp xếp. Phải sắp xếp. Bên trong chiến trường Bỉ Ngạn, Diệp Quân đứng tại chỗ, kiếm ý trật tự quanh thân hẳn đang không ngừng tăng lên như núi lửa phun trào. Kiếm ý trật tự. Những chân thánh ở đây có thể sống sót từ vô vàn trận chiến đã đủ để chứng minh thực lực khủng bố của họ, mà lúc này đây, tất cả bọn họ đều chọn tín ngưỡng Diệp Quân. Bọn họ hiểu rất rõ tín ngưỡng một ai đó có ý nghĩa như thế nào, theo góc độ nào đó mà nói, nó mang nghĩa thần phục, sau này sẽ bị trật tự của đối phương ràng buộc. Nhưng vậy thì sao? Nếu trận chiến hôm nay không đánh lại thì tất cả đều phải chết, nền văn minh Bỉ Ngạn cũng sẽ xong đời. Trong tình huống đó mà còn tính toán mấy chuyện lặt vặt như vậy thì nền văn minh Bỉ Ngạn còn hy vọng gì không? Nếu là Diệp Quân thì có thể sẽ dẫn dắt bọn họ đánh thẳng được trận này. Vậy thì tín ngưỡng hắn thì có gì sai? Ha hét! Diệp Quân đột nhiên cười ha hả, các vị, theo ta càn quét đế tộc. Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người một cái hóa thành một luồng kiếm quang xông về con đường thần bí kia. Mà phía sau hắn là một loạt các chân thánh đi sát theo. Quân Vũ và Sơn Cương không theo cùng, Quân Vũ bắt buộc phải trấn thủ ở đây, nếu không một khi những ngôi sao kia rơi xuống thì tất cả vũ trụ ở dưới đây đều sẽ bị hủy diệt. Mà Sơn Cương cũng có nhiệm vụ của riêng mình, y phải dẫn mở ra một con đường để trở lại cho nền văn minh Bỉ Ngạn một đường sống. Bên trong tiểu tháp, Tổ Đạo ngẩng đầu nhìn, biểu cảm của y cực kỳ nghiêm nghị, tất nhiên y biết Diệp Quân đã mạnh hơn, đến giờ phút này, thực lực của Diệp Quân thật ra đã không hề kém cạnh Phản Chiêu Đế của văn minh Bỉ Ngạn lúc trước, nhưng vấn đề là người phụ nữ đó cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trận chiến này, thắng bại khó liệu. Tất nhiên bây giờ y hy vọng Diệp Quân sẽ thắng, chỉ cần Diệp Quân thăng thì y có thể khôi phục tu vi. Nhưng y cũng biết rất rõ nếu Diệp Quân thẳng thì, y sẽ vĩnh viễn không có cơ hội lấy lại hào quang, bởi vậy kết cục. Tốt nhất nên là hai người đều tổn hại trọng thương, sau đó y sẽ đi ra kiếm lợi. Nghĩ tới đây, Tổ Đạo không khỏi bắt đầu cười ha ha. Nếu là như thế thật thì đúng là y kiếm bộn rồi. Núi Phạm Tịnh. Lúc này đã là tháng 11. Trời đã bắt đầu vào đông, lại thêm mưa rơi không ngớt nên khí trời cực kỳ giá buốt, du khách đến đây chơi đều phải mặc áo khoác dày. Chủ nhân Bút Đại Đạo đang quét nhà không biết lại cảm nhận được gì mà đột nhiên dừng lại, ông ta chạy ra ngoài ngẩng đầu lên nhìn về phía trời sao xa xăm, một lát sau ông A nở nụ cười, rốt cuộc cũng kết thúc, tên Kháo Sơn Vương chết tiệt. Nói rồi, ánh mắt của ông ta dần trở nên lạnh lẽo, thiên mệnh, để ta xem thử lần này ngươi thắng thế nào. Bên trong đường hầm không thời gian, Diệp Quân xông lên trước, phía sau hắn là nhóm cường giả chân thánh hạo. Nhiên theo sát, nhưng ngoài dự liệu là dọc đường đi lại không hề gặp bất kỳ ai xuất hiện ngăn cản. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã dẫn nhóm chân thánh hạo nhiên đến lối ra, mà lúc họ chuẩn bị vào đế vực thì đột nhiên toàn bộ đường hầm không thời gian vỡ vụn, từng luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh mạnh về phía họ. Diệp Quân híp mắt lại, ngón tay hơi điểm nhẹ, kiếm thanh huyên chém bay ra. Trong tích tắc, tất cả sức mạnh đã bị đánh tan, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng dẫn mọi người đánh lao ra. Đế vực. Lúc nhóm Diệp Quân tiến vào đế vực, đế minh đã sớm chờ ở đó. Xung quanh đã có hơn 10.000 cường giả vây quanh, mà tất cả bọn họ đều có cảnh giới thấp nhất là chân thánh. Thấp nhất là chân thánh. Nhìn đội hình này, vẻ mặt của 12 chân thánh phía sau hạo nhiên đều trở nên ngưng động, bọn họ đã giao thủ với đế tộc vô số lần. Ngoại trừ chân thánh sơ thủy ra, bọn họ chưa từng quyết chiến sống chết lần nào, bởi vậy cũng không quá rõ cụ thể thực lực của đế tộc. Mà lúc này đây, khi nhìn thấy hơn 10.000 cường giả cấp bậc chân thánh ở đây, bọn họ biết bản thân đã đánh giá thấp đế tộc rồi. Nhưng vậy thì sao? 12 chân thánh đứng ở đây, không có một ai sợ hãi. Đế Minh nhìn Diệp Quân dẫn đầu, vẻ mặt xem thường, tiêu diệt đế tộc của ta. Ngươi mà cũng xứng. Ha ha.
Diệp Quân cười ha hả. Tiếng cười vang lên, ánh kiếm xuất hiện. Mục tiêu không phải là Đế Minh, mà là một cường giả đế tộc đứng bên phải gần hẳn nhất. Tên cường giả đó thấy ánh kiếm giết đến của Diệp Quân thì hoảng hốt trong lòng, gã không ngờ rằng Diệp Quân lại đột nhiên ra tay với mình. Gã vừa định đỡ thì tốc độ kiếm của Diệp Quân tăng nhanh, trong tích tắc, cuống họng của gã đã nứt toác, đầu bay ra ngoài. Một chiêu kiếm lấy mạng trong chớp mắt. Diệp Quân nhìn Đế Minh đang mang sắc mặt âm trầm ở phía xa xa, định ra tay tiếp thì đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên chậm rãi truyền đến từ phía sau bọn họ, Diệp Tiểu Hữu, lúc đến Đế Thành hãy để chân Thánh Sơ Thủy được yên giấc. Người nói chuyện chính là Quân Vũ. Để chân Thánh Sơ Thủy yên giấc. Diệp Quân hơi thắc mắc một chút. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một người đàn ông đột nhiên chậm rãi bước ra từ đường hầm thời không kia. Quân Vũ, nhìn thấy Quân Vũ, mọi người đều có chút nghi ngờ. Hạo Nhiên ngạc nhiên, Quân Vũ, nền văn minh bỉ ngạn. Quân Vũ mỉm cười nói, sức mạnh của ta vẫn duy trì trong trận pháp, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Chân Thánh Hạo Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này ông ta mới phát hiện. Bản thể của Quân Vũ vẫn còn đang ở chiến trường bỉ ngạn, người tới chỉ là phân thân. Quân Vũ nhìn nhóm Diệp Quân, ta bỗng ý thức được trận chiến này hẳn là trận chiến cuối cùng, vì vậy có một số việc chúng ta cần phải làm rõ. Năm đó mới chân Thánh Sơ Thủy phản công đế tộc, chết trận ở ngoài đế thành, đến nay vẫn không thể ngủ yên. Diệp Tiểu Hữu, lần này đi nếu gặp được người thì kính mong cậu có thể để người an giấc. Chân Thánh Sơ Thủy. Diệp Quân gật đầu, được. Nhưng trước tiên cần phải giải quyết đám người trước mắt này. Quân Vũ lắc đầu, gã nhìn về phía Đế Minh, người này là bán bộ đạo tại ngoại, cậu không thể nào giết được ông ta. Ta sẽ ngăn cản ông ta, các cậu đi tới Đế Thành. Ngăn cản ta? Đế Minh đột nhiên nở nụ cười, đúng là buồn cười, ngươi chỉ là một tên chân thánh, cho dù có là đỉnh cao chân thánh cũng không xứng làm đối thủ của ta. Huống chi, bây giờ ngươi phải phân 7 phần sức mạnh để phong ấn tinh thần. Ngươi lấy gì để cản được ta? Đúng là nực cười. Diệp Quân cũng có chút lo lắng. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Đế Minh, đó là thực lực chắc chắn vượt xa chân thánh. Quân Vũ nhìn về phía Diệp Quân, mỉm cười nói, đi đi. Diệp Quân đưa mắt nhìn Quân Vũ, tiền bối, bảo trọng. Dứt lời, hắn xoay người ngự kiếm bay lên, dẫn theo nhóm chân thánh Hạo Nhiên vừa giết vừa đi về phía bên phải. Diệp Quân và Hạo Nhiên đung hai kiếm mở đường, đánh đâu thẳng đó không gì cản nổi, một vài cường giả đế tộc chưa kịp phản kích đã bị một kiếm giết chết. Chỉ thoáng chốc, Diệp Quân và chân thánh Hạo Nhiên đã giết ra một đường đi. Mà lúc này, Đế Minh đã muốn ra tay, nhưng Quân Vũ đột nhiên chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ trong nháy mắt, không gian trong đất trời đột nhiên sôi trào lên, từng luồng ý chí chân thánh mạnh mẽ lập tức đánh về phía Đế Minh. Đế Minh tỏ vẻ xem thường, đồ sâu bỏ. Dứt lời, ông ta phất tay áo lên, một luồng sức mạnh to lớn lập tức đánh nát ý chí chân thánh ngập tràn xung quanh. Nhưng sau một khắc, không biết ông ta cảm nhận được cái gì mà sắc mặt chợt thay đổi, ngay sau đó, một quyền ấn mạnh mẽ đã nghiền ép đến, khiến ông ta phải liên tục thối lui. Sau khi dừng lại, Đế Minh ngẩng đầu nhìn về Quân Vũ ở nơi xa, vẻ mặt không thể tin nổi quyền ý chí chân. Làm sao có thể, ngươi? Quyền ý chí chân, đó là cực hạn của quyền đạo. Mặc dù vẫn chưa đạt đến đạo tại ngoại, nhưng thực tế cũng đã ngang ngửa. Nói đơn giản là nếu nắm được tâm ý chí chân này thì cũng tương đương với việc đã đặt chân lên bán bộ đạo tại ngoại. Phía xa xa, Quân Vũ cười nói, nếu không phải trận địa đế diệt của đế tộc ngươi thật sự quá mạnh mẽ thì ta đã sớm đến đế vực thỉnh giáo các cường giả ở đấy rồi. Trận địa đế diệt. Đây là đại trận được một vị đại đế của đế tộc sáng lập. Năm đó khi đế tộc khởi động trận địa này đã nghĩ rằng có thể tiêu diệt nền văn minh bỉ ngạn dứt điểm, nhưng không ngờ khi đó vị chân thánh Sơ Thủy kia đã lấy sức một người chống lại hãng Hà Ngôi Sao giáng xuống. Điểm kinh khủng nhất của đại trận này là chỉ cần khởi động, chòm sao một khi đã giáng xuống thì sẽ sinh sôi liên tục, vô cùng vô tận. Có thể nói, chỉ cần đế tộc không đóng đại trận lại thì trận pháp này sẽ vĩnh viễn tồn tại, chòm sao cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Dưới đại đế, không ai có thể phá. Lúc trước đế tộc dứt khoát dùng đến trận địa này là vì muốn giết sạch toàn bộ nền văn minh bỉ ngạn, nhưng không ngờ rằng văn minh bỉ ngạn lại có một vị cường giả siêu cấp khủng bố như vậy. Mà năm đó chân thánh Sơ Thủy phản công đế tộc vốn là muốn hủy diệt trận địa đế diệt kia để nền văn minh bỉ ngạn có cơ hội được thở lấy hơi. Nhưng ông ta đã thất bại.
Sau khi chân thánh sơ thủy đến đế tộc, quân vũ đã thay. Công việc của ông ta, tiếp tục chống đỡ các chòm sao rơi xuống, mãi đến tận hôm nay. Đế Minh nhìn chằm chằm vào quân vũ, lần này trong mắt ông ta đã không còn sự xem thường, mà là có thêm sự nghiêm nghị, chí chân chỉ ý, rất khủng bố. Cường giả ở văn minh này không có gốc gác gia tộc đại đế mà lại có thể đi đến tận bước này, quả thật là quá yêu nghiệt. Nếu để những người này đạt đến bán bộ đạo tại ngoại, Đế Minh không dám nghĩ. Đế Minh quay đầu liếc nhìn ở phía xa xa, ở nơi đó Diệp Quân đã dẫn nhóm chân thánh Hạo Nhiên xông pha mở đường, hơn một vạn cường giả đế tộc vây quanh nhưng không cản được bước đi của họ. Thấy thế, sắc mặt Đế Minh châm xuống, nhưng ông ta không ra tay với đám người Diệp Quân, mà là xoay người đánh một quyền thật mạnh về phía quân vũ cách đó không xa. Trước hết phải giải quyết tên quân vũ này. Phân thân của quân vũ đột nhiên nở nụ cười, gã bước một bước về trước, trong phút chốc, một ảo ảnh ngôi cao vạn trượng chợt ngưng hiện ra trong đất trời, ảnh ảo này tung ra một quyền sao rực rỡ, sức mạnh sao trời mênh mông cuồn cuộn ập đến, trong nháy mắt đã đánh bay Đế Minh ra ngoài, cùng lúc đó, vũ trụ tinh hà nơi đây chợt bị hủy diệt. Sau khi Đế Minh dừng lại, ông ta khó lòng tin được nhìn quân vũ ở phía xa, run rẩy nói, ngươi, sao có thể, đây là đế diệt chi quyền. Ngươi, sao có thể? Đế diệt chi quyền là do vị đại đế đế tộc trước kia sáng tạo nên, một quyền nắm giữ nghìn tỷ sức mạnh sao trời. Quân vũ cười nói, những năm gần đây đối chọi với trận địa đế diệt, trong lòng tự có giác ngộ nên ta đã sáng tạo ra. Nghe vậy, trong lòng Đế Minh sợ đến run rẩy, khủng bố. Lúc này đây, ông ta thật sự cảm thấy hoảng sợ. Lại có một tên siêu cấp yêu nghiệt xuất hiện. Phía xa xa. Hai mắt quân vũ chậm rãi nhắm lại, gã xòe tay ra, rồi lại siết chặt, cười nói, nếu không phải phải kiềm chế trận địa đế diệt kia, với hạng bán bộ đạo tại ngoại như ngươi. Ba quyền là có thể tiêu diệt. Ba quyền. Đế Minh nghe vậy thì bật cười đầy giận dữ, ngông cuồng lắm, ngươi chẳng qua chỉ là một chân thánh, vậy mà dám ăn nói hoang đường, đúng là hạng ếch ngồi đáy giếng, nực cười vô cùng. Ông ta còn chưa nói hết câu, một quyền ấn đã lao thẳng từ trên trời xuống. Đế diệt chi quyền. Cú đấm này trong chớp mắt đã đánh ra hàng nghìn tỷ sức mạnh sao trời, quyền uy mạnh mẽ lập tức chấn nát khí thế quanh thân Đế Minh. Tuy cảnh giới của Đế Minh cao hơn quân vũ nửa bậc, nhưng khi phải đối mặt với cú đấm này, ông ta vẫn cảm nhận được luồng áp bức khủng bố ập về mình. Đế Minh cười lớn một tiếng, phóng người lên cao, tay phải vươn ra, năm ngón siết lại, trong nháy mắt đã ngưng thành một luồng ý niệm cổ xưa, vô số đại đạo và pháp tắc cùng lúc ngưng hiện lên trong đất trời. Bên trong ẩn chứa sự biến hóa khôn lường, sau khi kết hợp với nhau, quyền ý của ông ta đã trở nên bát ngát, mênh mông cuộn trào, vô tận không dứt. Đế đạo pháp quyền. Quyền này cũng là do vị đại đế của đế tộc năm đó sáng chế, một quyền tung ra sẽ cường hóa pháp tắc và đại đạo lên một bậc. Tất nhiên, bây giờ Đế Minh căn bản không phải đại đế, nên ông ta không thể nâng đại đạo lên một bậc, mà chỉ có thể nâng pháp tắc lên một bậc. Cú đấm này tung ra. Quyền ý của hai người rốt cuộc cũng ngang hàng, ai cũng không làm gì được nhau, hai cỗ sức mạnh đáng sợ va chạm, toàn bộ tinh hà lập tức bắt đầu bị tiêu hủy từng chút một. Quyền ý cần xé nhau, phá nát tất cả, trông vô cùng khủng bố. Cú đấm này tuy không rơi xuống thế hạ phong, nhưng sắc mặt của Đế Minh vẫn khó coi như cũ, bởi vì quân vũ trước mắt này không phải là bản thể, nếu là bản thể chân chính của gã ở đây. Lúc này, ông ta chợt thấy hơi hối hận. Hội hận lúc trước vì để đạt đến bán bộ đạo chi ngoại, ông ta đã tìm vô số ngoại vật và đan dược để giúp đột phá, nếu ông ta từng bước tu luyện lên được bán bộ đạo chi ngoại thì đã không đến mức không thể chống lại được kẻ trước mắt này. Quân vũ cũng không có ý định giết chết Đế Minh, tất nhiên với thực lực hiện tại của gã cũng không thể làm được, thứ gã cần làm bây giờ là kéo dài thời gian cho đám Diệp Quân. Mà lúc này, Đế Minh cũng phát hiện ông ta căn bản không thể làm gì được quân vũ. Thế là song phương rằng co qua lại, không phân được cao thấp. Sau khi chủ giáo trở về Bỉ Ngạn giới đã lập tức triệu tập tất cả toàn bộ cường giả lại rồi công bố chuyện ở chiến trường Bỉ Ngạn cho họ. Trước đây sở dĩ không công bố với họ vì sợ nó sẽ khiến lòng người hoảng loạn, hơn nữa công bố cũng chẳng được ích lợi gì, dù sao ngoại trừ cường giả cảnh giới chân thánh ra, những người còn lại không có khả năng giúp đỡ được gì, cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên những năm gần đây. Chỉ có người đạt được đến cấp bậc nhất định thì mới biết được những bí mật nội bộ này. Nhưng bây giờ đã khác.
Bởi vì Diệp Quân cần sức mạnh tín ngưỡng. Ông ta tin rằng nghìn tỷ sinh linh ở bỉ ngạn giới chắc chắn có thể giúp ích được cho Diệp Quân, bởi vậy ông ta quyết định công bố chuyện ở chiến trường bỉ ngạn, để tất cả mọi người cùng được biết. Mà dưới dây chuyền hoạt động của chủ giáo và thánh đường, tin tức về chiến trường bỉ ngạn đã được lan truyền với tốc độ cực nhanh đi khắp toàn bộ văn minh bỉ ngạn. Đế tộc. Diệp Quân dẫn mọi người xông pha một đường, mục tiêu của bọn họ là đế thành. Đế thành đây chính là trung tâm của đế tộc. Từ khi vị đại đế của đế tộc phong đế, đế vực từ trước đến nay chỉ bị một người xâm lấn. Đó là chân thánh sơ thủy của nền văn minh bỉ ngạn. Trước đây chân thánh sơ thủy của nền văn minh bỉ ngạn với thực lực chân thánh giết thẳng đến đế thành. Trận chiến đó, đế tộc đã điều động toàn bộ gia tộc. Dù cuối cùng đã giết được chân thánh sơ thủy, nhưng đế tộc cũng phải trả một cái giá rất đắt. Mà hôm nay lại có người muốn tiêu diệt đế tộc. Những cao thủ đế tộc đuổi theo Diệp Quân nhào về phía nhóm người Diệp Quân như nổi điên, bọn họ nhất định không thể để nỗi nhục năm đó tái hiện một lần nữa. Nhưng Diệp Quân và Hạo Nhiên dẫn đầu hai kiếm mở đường, trên đường đi thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn được kiếm của họ. Mà 12 chân thánh sau lưng họ cũng lưng tựa lưng đi sát theo sau, bọn họ điên cuồng ngăn cản sự tấn công của những cao thủ sau lưng Diệp Quân và chân thánh Hạo Nhiên. Dù thực lực của 12 vị chân thánh không bằng được chân thánh Hạo Nhiên và Quân Vũ, nhưng bọn họ đều từng sống sót ra khỏi chiến trường bỉ ngạn, đương nhiên chân thánh bình thường không thể nào sánh bằng được. Chẳng mấy chốc, 14 người đánh đầu thắng đó, đi thẳng về phía đế thành. Lúc này, mấy khí thế đáng sợ bỗng kéo tới từ phía xa, khí thế mạnh mẽ nghiền nát thời không trước mặt họ. Diệp Quân đi đầu híp mắt phung một kiếm, thoáng chốc đẩy lui mấy khí thế kia. Thời không nứt ra, ba ông lão đồng loạt xuất hiện, cả ba người đều mặc áo choàng đen, đội mũ rộng vành, khí thế trên người tựa như nước sôi, khiến thời không xung quanh chấn động đến mức liên tục sụp đổ. Trưởng lão đế tộc, dù ba người vẫn chưa phải bán bộ đạo chi ngoại, nhưng khí thế tản ra từ trên người họ không thua kém tộc trưởng đế minh một chút nào. Thấy ba trưởng lão này, mấy cao thủ đế tộc sau lưng đám người Diệp Quân đều ngạc nhiên, vội vàng hành lễ, bái kiến đế nam trưởng lão, đế vân trưởng lão, đế khâu trưởng lão. Đế nam ML đế vân, đế khâu. Trước đây ba thái thượng trưởng lão của đế tộc từng tham gia vây giết chân thánh sơ thủy của nền văn minh bỉ ngạn. Hơn nữa vẫn còn sống sót. Đế Nam dẫn đầu nhìn chăm chăm Diệp Quân bằng ánh mắt u ám đáng sợ, ông ta không ngờ sau bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn có người tấn công đế tộc một lần nữa. Hơn nữa người đó còn là một thiếu niên. Đế Nam đang định cất lời thì Diệp Quân chợt ra lệnh, giết. Chữ giết vừa vang lên, một tia kiếm quang thoáng chốc lao về phía trước mặt đế Nam nâng tay phải đè xuống, vô số sức mạnh đạo pháp chiếu xuống từ trong thiên địa. Trong nháy mắt chấn áp lên kiếm quang của Diệp Quân, nhưng ngay sau đó, sau một tiếng kiếm reo, tia kiếm quang kia đánh tan tất cả sức mạnh đạo pháp, tia kiếm lao tới trước mặt đế Nam thầm thấy sợ hãi, ông ta khoanh hai tay, vô số đạo pháp ngưng tụ lại thành một bộ giáp. Một tiếng nổ vang lên, áo giáp ngưng tụ từ đạo pháp bị kiếm thanh huyên của Diệp Quân đánh vỡ tan, đế Nam bị chiêu kiếm này của Diệp Quân ép cho liên tục lùi lại. Uy lực của một chiêu kiếm vô cùng đáng sợ. Vào lúc Diệp Quân muốn chém tới một lần nữa, bỗng nhiên có hai khí thế mạnh mẽ áp đảo về phía hắn như rời sông lấp biển. Đế Vân và Đế Khâu là người ra tay. Diệp Quân vung tay chém một kiếm, hai khí thế lập tức bị hẳn chém tan. Thấy cảnh này, hai người kia đều kinh hãi, bọn họ không ngờ kiếm của Diệp Quân lại đáng sợ đến vậy. Vào lúc Diệp Quân đang định tiếp tục ra tay thì hắn phát hiện xung quanh hắn ngày càng xuất hiện nhiều cao thủ đế tộc hơn. Thấy cảnh này, hắn cau mày. Một chân thánh ở sau lưng Diệp Quân bỗng cất lời, chân thánh Hạo Nhiên, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta không thể liều mạng với bọn họ ở đây được. Diệp Quân gật đầu, chúng ta mở đường máu đi. Mà đúng vào lúc này, cơ thể và thần hồn chân thánh vừa mới lên tiếng bỗng nhiên bốc cháy, 11 chân thánh sau lưng y cũng đồng loạt thiêu đốt thân thể và linh hồn. Diệp Quân ngạc nhiên. Chân thánh kia cười nói với Diệp Quân, Diệp Tiểu Hữu. Chúng ta không thể tiếp tục chiến đấu với ngươi và chân thánh Hạo Nhiên nữa rồi. Bọn họ biết rõ cao thủ của đế tộc ngày càng nhiều, bọn họ tiếp tục đi theo Diệp Quân và chân thánh Hạo Nhiên chỉ có thể mang đến phiền phức. Thấy mấy chân thánh thiêu đốt thân thể và thần hồn, Diệp Quân hoảng hốt, hắn đang định ngăn cản thì Hạo Nhiên bỗng ngăn hẳn lại, ông ta nhìn hẳn, đi thôi. Tay phải của Diệp Quân nắm chặt kiếm thanh huyên, bàn tay đang run rẩy.
Chân thánh Bỉ Ngạn đang dẫn đầu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt tràn đầy sự mong ngóng và tiếc nuối, y nhẹ giọng nói, từ khi ra đời, chúng ta vẫn luôn sùng bái chân thánh Sơ Thủy, tiếc là chưa từng có cơ hội được gặp một lần. Nghe quân vũ tiền bối nói thân thể của chân thánh Sơ Thủy nằm ở bên ngoài đế thành kia, vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy một lần, nhưng đành thôi vậy. Dứt lời, y thu hồi tầm mắt nhìn về phía Diệp Quân và chân thánh Hạo Nhiên ở cách đó không xa, cười nói, Diệp tiểu hữu, chân thánh Hạo Nhiên, mong hai vị cho cao thủ đế vực nhìn thấy phong thái kiếm tu của nền văn minh Bỉ Ngạn chúng ta, ha ha. Dứt lời, y và 11 cao thủ chân thánh sau lưng đồng loạt lao về phía đám người đế nam. Chân thánh Hạo Nhiên kéo theo Diệp Quân ngự kiếm bay lên, xông thẳng về phía đế thành của đế tộc. Sau lưng là tiếng nổ và tiếng cười to liên tục vang vọng. Trong đất trời, 12 chân thánh đều chọn tự nổi hôm nay chết không lưu danh. 12 chân thánh cố gắng giữ chân đám người đế nam, khi đám người đế nam rảnh tay được thì Diệp Quân và chân thánh Hạo Nhiên đã mở ra một con đường máu, xông thẳng về phía đế thành. Thấy cảnh này, sắc mặt đế nam kia nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Ông ta gào thét, tiêu diệt hoàn toàn thần hồn của 12 người này, khiến bọn họ không còn có kiếp sau nữa. Dứt lời, ông ta dẫn theo mọi người bay lên cao, đuổi theo Diệp Quân và chân thánh Hạo Nhiên. Ở phía xa, Diệp Quân và chân thánh Hạo Nhiên ngự kiếm bay nhanh, tăng tốc độ của mình lên mức tối đa. Diệp Quân đi đầu đã cảm nhận được sự tồn tại của đế thành, nhiều nhất là nửa khác, hai người sẽ có thể đến nơi. Lúc này, một tia sáng bỗng bay lên cao từ chỗ sâu bên dưới. Nhắm thẳng về phía nhóm Diệp Quân. Cùng lúc đó, trên con đường đi tới đế thành có vô số trận pháp khởi động, những tia thần quang đại đạo bay lên trời, lao về phía Diệp Quân và chân thánh Hạo Nhiên, muốn ngăn cản hai người họ. Trong mắt Diệp Quân lóe lên kiếm mang, hẳn vung nhanh kiếm, những tia kiếm quang chém ra, vô số thần quang vỡ tan thành, biến thành những năng lượng nổ tung trong thiên địa, phát ra ánh sáng như ngọc. Nhưng thần quang kia thật sự quá nhiều. Dù Diệp Quân và chân thánh Hạo Nhiên cùng ra tay thì cuối cùng tốc độ vẫn bị chậm lại, mà cùng lúc đó, sau lưng hai người có vô số khí thế mạnh mẽ kéo đến. Đám người đế nam sắp đuổi kịp rồi. Lúc này, chân thánh Hạo Nhiên sau lưng Diệp Quân bỗng cất lời, tiểu hữu. Diệp Quân mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyền chém tới, hẳn xoay người nhìn chân thánh Hạo Nhiên, chân thánh Hạo Nhiên khế mỉm cười, còn nhớ lời ta nói trước đây không? Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc nhỏ. Diệp Quân nhìn ông ta, nét mặt hơi thay đổi, tiền bối, chúng ta. Chân thánh Hạo Nhiên khế mỉm cười, thải nhi. Vừa dứt lời, có một cô gái chậm rãi bước ra từ sau lưng chân thánh Hạo Nhiên, cô gái mặc váy màu xanh lục, dịu dàng yên tĩnh. Chân thánh Hạo Nhiên nhìn Diệp Quân, tiểu hữu, thải nhi là vị hôn thê của ta, năm đó đi theo ta, cả đời lận đận, chịu đủ trắc trở, ta muốn nhờ ngươi. Tiểu nhiên. Lúc này, cô gái bỗng kéo tay Hạo Nhi, cô ta khẽ mỉm cười dịu dàng, nếu chàng chết, thiếp sẽ theo cùng. Hạo Nhiên nhìn về phía cô gái, lách đầu. Cô gái cũng lách đầu với ông ta. Một lát sau, chân thánh Hạo Nhiên bỗng bật cười, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, con đường phía trước gập ghềnh. Mong người bảo trọng. Dứt lời, ông ta kéo cô gái xoay người lao đến chỗ đám cao thủ đế tộc, đồng thời thiêu đốt thân thể và thần hồn. Cô gái kia vẫn theo sau như năm đó, dù ông ta có là một kẻ vô dụng hay là chân thánh. Diệp Quân hành lễ với hai người, xoay người ngự kiếm, biến mất ở phía cuối chân trời. Vèo! Âm thanh của kiếm đột nhiên vang lên từ đế vực. Hôm đó, có một luồng kiếm quang xé ngang bầu trời, vô số người run rẩy, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vô số cường giả đế tộc cũng thấy một nhát kiếm kinh khủng đó. Một nhát kiếm kia lập tức chém chết hơn ngàn cường giả đế tộc ở cấp chân thánh, rạch ra một đường lớn dài mấy trăm ngàn trượng, kiếm ý tràn ngập khắp tinh vực, vô số cường giả đế tộc bị giết chết. A! À, lúc này, ở khu vực tràn đầy vô số kiếm ý đó, một tiếng gào thét đột nhiên vang khắp đất trời, ngay sau đó, từng luồng. Sức mạnh đáng sợ như thủy triều cuốn về phía khu vực kiếm quang kia, trong nháy mắt, vô số kiếm quang và kiếm ý đã bị nhấn chìm. Một lát sau, một đoàn người bước ra từ bên trong khu vực thời không kia, dẫn đầu là đế nam, còn đế vân và đế khâu đi cùng ông ta đã bị chém chết. Bản thân đế nam giờ phút này cũng đã bị gãy mất một tay, nhằm vào vết thương của ông ta khiến ông ta không thể nào làm lành lại cánh tay bị gãy. Vẻ mặt đế nam khó coi đến cực hạn, lửa giận trong mắt như muốn phun trào ra ngoài. Một nhát kiếm.
kiếm tu tới từ nền văn minh Bỉ Ngạn kia thế mà chỉ dùng hai kiếm đã chém chết hơn 2000 cường giả đế tộc bên cạnh ông ta, còn cả Đế Khâu và Đế Vân. Đế Khâu và Đế Vân không phải là chân thánh bình thường, hai người bọn họ ban đầu là chân thánh đầu tiên tham gia vây giết, có thể nói, nếu cho bọn họ thêm một chút thời gian, bọn họ nhất định có thể đạt tới bán bộ đạo chi ngoại, mà giờ phút này họ lại chết ở đây. Trừ hai người này, còn có hơn 2000 cường giả đỉnh cấp được đế tộc chú tâm bồi dưỡng. Trái tim ông ta như đang rỉ máu. Đương nhiên, cơn tức vừa qua, kích động lại tới. Vì hai nhát kiếm vừa rồi đã suýt chút nữa giết chết ông ta. Một kiếm tu cảnh giới chân thánh mà đã có chiến lực kinh khủng như vậy rồi, nếu như đạt tới bán bộ đạo chi ngoại, thì còn mạnh đến đâu nữa? Ngay tại lúc này, bên cạnh Đế Nam, một ông lão trầm giọng nói, trưởng lão, thiếu niên kia đã tới Đế Thành. Đế Nam chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt không giấu nổi châm chọc, muốn dùng sức của một mình hẳn lay động đế tộc ta ư, nực cười, đi thôi. Nói xong, ông ta dẫn một đám cường giả đế tộc xung quanh biến mất ở phía cuối chân trời, kiếm ý ngập trời kia bắt đầu biến mất. Một nhát kiếm kia như hoa phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua rồi biến mất. Vì có chân thánh Hạo Nhiên kéo chân bọn họ, Diệp Quân đã thuận lợi tới Đế Thành. Đế Thành nằm trong một dãy núi dài vô tận, tường thành cao đến mấy ngàn trượng, rộng không thấy điểm dừng, cả tòa thành trông giống như một dãy núi nguy nga, cực kỳ hùng vĩ, toàn bộ tường thành đều được chế tạo từ một loại huyền tinh thạch thần bí, vững chắc vô cùng, trên đó còn tỏa ra một luồng sức mạnh cổ lão thần bí. Ngay chính giữa Đế Thành có một tòa tháp cao vút lên mây, tháp có 12 tầng, cao hơn trời một tầng. Thần trận Đế Hiển. Đây là một trong những quân át chủ bài mạnh nhất của đế tộc. Nó được vị đại đế của đế tộc năm đó tự tay chế tạo ra, cũng chính nhờ thần trận Đế Hiển này, đế tộc mới có thể sống sót qua nhiều năm như vậy sau khi đại đế chết. Năm đó, vị chân thánh sơ thủy của nền văn minh Bỉ Ngạn đã tới đây, cũng chính vì bị tòa thần trận Đế Hiển này ngăn cản nên cuối cùng y vẫn không thể tấn công vào bên trong đế thành. Giờ phút này, toàn bộ cả đế thành, vô số cường giả bày trận đứng đợi, từng luồng khí tức kinh khủng tràn ngập trong đất trời, khiến đất trời đều cảm thấy áp lực. Lúc Diệp Quân tới trước đế thành, hắn cũng không hề tấn công đế thành mà quay đầu sang phải, cách đó ngàn trượng có một ngọn đồi, hắn nhìn về phía đồi, khi ánh mắt liếc tới đây lại bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản, không thể nào tiến lên được. Nơi chân thánh sơ thủy chết. Diệp Quân chậm rãi đi về phía đồi kia, khi hẳn đến gần, một luồng sức mạnh đáng sợ lập tức trấn áp hắn. Sức mạnh chân thánh. Diệp Quân kích động, luồng sức mạnh này rất kinh khủng. Diệp Quân cũng không đối kháng lại luồng sức mạnh này mà hành lễ trước, người đời sau của nền văn minh Bỉ Ngạn, bái kiến tiền bối. Sau một lát yên lặng, luồng sức mạnh đáng sợ kia đột nhiên rút xuống như thủy triều. Diệp Quân thả lỏng cơ thể, chậm rãi đi về phía đồi, khi đi tới đỉnh, có một người đàn ông trung niên đang đứng trước một tảng đá lớn, hai tay chắp sau lưng, đối mặt với đế thành. Diệp Quân tò mò đánh giá người đàn ông trước mặt, xét về ngoại hình, người này tầm 30 tuổi, dáng người cao lớn như cây đứng trước gió, lạnh lùng điềm tĩnh. Chân thánh sơ thủy. Lúc này, người đàn ông trung niên chậm rãi quay đầu, y nhìn Diệp Quân, khi thấy Diệp Quân, khẽ mỉm cười, kiếm tu. Diệp Quân gật đầu, phải. Người đàn ông trung niên cười nói, rất ưu tú. Diệp Quân như muốn nói lại thôi. Như hiểu được suy nghĩ của Diệp Quân. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, ta đã chết rồi, thứ bây giờ ngươi nhìn thấy chỉ là hư ảnh của ta mà thôi, sở dĩ bọn họ không dám tới đây là vì sợ ta kéo đám cường giả bán bộ đạo chỉ. Ngoại chết cùng. Diệp Quân im lặng, hắn vốn tưởng rằng vị tiền bối trước mặt vẫn còn sống. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, sở dĩ ta sống. Tới nay chỉ là để chờ một người đời sau của nền văn minh vũ. Trụ Bỉ Ngạn tới, cũng may là đã đợi được rồi. Nói xong, y đột nhiên xòe lòng bàn tay, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi trôi tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân kinh ngạc, đây chính là thuyền Bỉ Ngạn. Người đàn ông trung niên gật đầu, phải. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, vật này có lai lịch như thế nào? Hắn thật sự rất tò mò về thuyền Bỉ Ngạn. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn chân trời, ánh mắt gợn sóng, nhẹ giọng nói, thật ra ta cũng không biết. Diệp Quân sửng sốt. Người đàn ông trung niên lại nói, vào năm đó, nền văn minh Bỉ Ngạn vừa ra đời, cấp bậc rất thấp, tuổi thọ của mọi người không quá 100, ngay cả sinh sống cũng vô cùng khó khăn,
còn ta vốn chỉ là một người bình thường tới mức không thể bình thường hơn, thiên tai liên miên, tất cả những gì có được đều bị thiên tai phá hủy, bộ lạc thây phơi khắp nơi, vô số người đổi con lấy lương thực, thảm kịch nhân gian không ngừng phát sinh, mãi cho đến một ngày, có một cô gái áo xanh cưỡi bò xanh tới bộ lạc của chúng ta. Nói tới đây, ánh mắt y lấp lánh, lúc cô gái áo xanh kia tới bộ lạc của chúng ta, toàn bộ lạc chỉ còn mỗi ta sống sót. Sau đó, ta vẫn luôn đi theo cô ta, ngày nào cô ta cũng dạy ta tu hành, đương nhiên, khi đó ta hoàn toàn không biết là mình đang tu hành, chỉ cảm thấy đi theo cô ta rất tốt, vì ngày nào cũng được ăn no mặc ấm, cô ta cứ vậy mà dẫn ta đi suốt 3 năm, cho đến một ngày, cô ta đột nhiên nói với ta là mình phải đi. Diệp Quân yên lặng lắng nghe. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, lúc cô ta đi, cô ta cho ta một chiếc thuyền nhỏ, cũng nói với ta rằng, nhân gian khổ cực, chúng sinh đều khốn khổ, bảo ta phải bảo vệ nền văn minh bỉ ngạn thật tốt. Diệp Quân đột nhiên nói, vị tiền bối kia có nói mình đi đâu không? Người đàn ông trung niên lắc đầu, lúc cô ta đi, ta có hỏi cô ta định làm gì, người có biết cô ta trả lời thế nào không? Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cười nói, cô ta nói với ta rằng, cô ta phải đi cứu vũ trụ. Cứu vũ trụ. Diệp Quân sửng sốt. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói. Người đàn ông trung niên chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Quân, bây giờ, ta giao nó cho ngươi. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, ta cũng không phải người của nền văn minh bỉ ngạn. Người đàn ông trung niên nói, ngươi tu đạo trật tự sao? Diệp Quân gật đầu, phải. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, nếu tu đạo trật tự thì bây giờ nền văn minh bỉ ngạn đã tin tưởng ngươi. Vậy bọn họ chính là con dân của ngươi rồi, không phải sao? Diệp Quân im lặng một lát, sau đó, hẳn nhận lấy thuyền bỉ ngạn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ tán thưởng, y quay đầu nhìn Đế Thành, giờ phút này, đám cường giả Đế Nam đã chạy về, tất cả cường giả Đế Thành đều đã bày trận đợi sẵn. Một số trận pháp trong thành bây giờ cũng đã khởi động, từng luồng khí tức kinh khủng không ngừng tụ lại trong đất trời. Người đàn ông trung niên nói, ngươi có sợ không? Diệp Quân bình tĩnh, nếu sợ ta đã không tới rồi. Ha ha! Người đàn ông trung niên đột nhiên cười lớn, được, rất tốt. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, hành lễ tiền bối, ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quân dừng lại. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, trên người ngươi có nhân quả tồn tại, chắc là có người mưu hại. Diệp Quân yên lặng. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, xin lỗi, với trạng thái của ta bây giờ không thể nào thấy rõ hơn được. Diệp Quân cười nói, không sao đâu. Hẳn biết rất rõ, lúc hẳn tới nền văn minh bỉ ngạn, hẳn thật sự đã bắt đầu một ván cược, nhưng không sao cả. Bây giờ đối với hắn mà nói, hẳn muốn nghĩ nhiều cũng không được. Cứ làm cho xong chuyện. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, cười nói ta giúp ngươi một tay. Diệp Quân đang định nói, người đàn ông trung niên mỉm cười, nếu ngươi đã chiến đấu vì nền văn minh bỉ ngạn, ta đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi, tuân theo trật tự của ngươi. Dầm. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, khí tức của Diệp Quân đột nhiên tăng vọt, chỉ trong nháy mắt. Kiếm ý trật tự và cảnh giới của hắn đã đột phá tới cực hạn, đạt tới một tầm cao hoàn toàn mới. Bán bộ đạo chi ngoại. Kiếm ý và khí tức của hắn dâng trào, trong nháy mắt đã chọc thủng vô số khí tức đại đạo, kiếm ý và khí tức khủng khiếp lập tức tràn ngập khắp đất trời khiến tất cả người của Đế Thành hít thở không thông. Kiếm tu bán bộ đạo chỉ ngoại. Giờ phút này, vẻ mặt cường giả trong Đế Thành nhất thời thay đổi, chiến lực của kiếm tu ở cấp này. Một đám cường giả không dám nghĩ tiếp. Diệp Quân cầm kiếm chậm rãi bước xuống chân núi, vừa đi vừa nói, tiền bối có thể yên nghỉ rồi, sau này, ta sẽ bảo vệ nền văn minh bỉ ngạn. Chân Thánh Sơ Thủy nhìn Diệp Quân chậm rãi đi xuống đồi, khẽ mỉm cười, y chậm rãi ngẩng đầu nhìn chân trời, ánh mắt như lại lần nữa nhìn thấy vị cô gái áo xanh cưỡi bò kia, nhẹ giọng nói, năm đó người muốn ta bảo vệ nền văn minh bỉ ngạn, ta đã cố gắng hết sức rồi. Nói xong. Cơ thể y dần trở nên hư ảo, chỉ trong chốc lát, y đã hoàn toàn biến mất trong đất trời. Thế gian đã không còn Chân Thánh Sơ Thủy nữa. Ngay tại lúc này, Diệp Quân đột nhiên dừng lại, hắn yên lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói, tiền bối thượng lộ bình an. Dứt lời, hắn đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang. Phóng lên trời, trong nháy mắt, hắn đã tới trước Đế Thành,
trường kiếm trong tay hắn nhắm thẳng vào đế thành, đế tộc, có ai dám đánh với ta một trận không? Bên ngoài đế thành, Diệp Quân cầm kiếm đứng, lưỡi kiếm sắc bén như muốn nghiền nát cả thiên địa này. Bán bộ đạo chi ngoại, hơn nữa còn là kiếm tu. Sắc mặt của đám cường giả đế tộc đều nghiêm túc, tất nhiên phần nhiều là tức giận. Đế tộc, bọn họ chính là gia tộc đại đế, là gia tộc đã từng xuất. Hiện đại đờ, y mà bây giờ lại bị khiêu khích trước mặt nhiều người như vậy. Cảm giác vẻ vang vốn có của gia tộc đại đế khiến bọn họ không thể chịu được sự nhục nhã lớn như vậy. Ngươi thật hỗn xược, lúc này, một thanh niên bất ngờ từ trong thành nhảy lên. Thanh niên ăn mặc lộng lẫy, khí thế hiên ngang, tuổi tác không lớn nhưng đã là cảnh giới chân thánh đỉnh cao. Đế thừa, là một trong vài người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ hiện nay của đế tộc. Dưới sự bồi dưỡng của đế tộc, y tuổi nhỏ đã đạt được cảnh giới chân thánh. Mặc dù trong cả đế tộc không thể nói y có tài năng xuất chúng nhất, nhưng cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Sở dĩ y bước ra cũng là vì muốn chứng minh bản thân với đế tộc. Mặc dù cảnh giới của Diệp Quân cao hơn y nửa cảnh giới, nhưng y không hề sợ hãi. Người có được thần thông đại đế như y đã sớm có thể khiêu chiến vượt cảnh giới rồi. Diệp Quân liếc nhìn đế thừa, một giây sau, hắn bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Vào khoảnh khắc Diệp Quân rút kiếm, đế thừa lập tức biến sắc, tay phải y đưa ra, nằm chặt lại, một lồng sức mạnh quyền đạo đáng sợ ngưng tụ lại trong lòng bàn tay y. Đế diệt chi quyền. Đây là một võ kỹ thần thông mà các đệ tử nòng cốt của đế tộc phải học, bởi vì đây là quyền kỹ do đại đế sáng tạo ra, là một loại quyền kỹ tăng trưởng, cần phải học ngay từ đầu thì càng về sau, uy lực sẽ càng mạnh. Khi Diệp Quân chém tới, đế thừa dội mạnh một quyền về phía Diệp Quân, quyền uy ngút trời giống như núi lửa bùng phát mà phun trào ra, trong này còn ẩn chứa một tia ý chí đại đế, điều đó khiến cho uy lực của đòn quyền này gia tăng gấp bội. Nhưng khi nó chạm vào kiếm của Diệp Quân, thì trong phút chốc vô số quyền uy đều tán loạn, tiếp theo đó, đế thừa còn chưa kịp phản ứng, kiếm thanh huyên đã đâm xuyên qua trán của y. Đế thừa sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt không thể tin được. Bị giết trong nháy mắt sao? Không chỉ đế thừa mà tất cả cường giả đế tộc ở trên tường thành đế thành cũng đứng ngây ra tại chỗ. Đế thừa chính là người xuất sắc trong thế hệ trẻ của đế tộc, vậy mà bây giờ lại không đỡ nổi được một nhát kiếm của một kiếm tu đến từ nền văn minh bỉ ngạn sao? Đế Nam đứng đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, sắc mặt vô cùng khó coi. Vì sao nền văn minh bỉ ngạn lại có nhiều thiên tài yêu nghiệt đến như vậy chứ? Sau khi Diệp Quân dùng một nhát kiếm giết chết đế thừa, hắn đột nhiên ngự kiếm lên, lao thẳng vào đế thành. Chỉ là khi hắn sạp đến gần đế thành thì đế thành lại đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tiếp sau đó, từng luồng thần quang đột nhiên tràn ra từ bên trong tường thành đế thành, sức mạnh cường đại lập tức đánh bay Diệp Quân ra ngoài. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn về phía tường thành của đế thành. Phía trên tường thành đế thành có vô số phù văn cổ xưa đang không ngừng nhấp nháy, tản ra từng luồng sức mạnh đáng sợ. Trận pháp phòng ngự. Đế tộc có 3 trận pháp, trong đó có trận pháp đế diệt chủ yếu tấn công. Ngoại trừ trận pháp đế diệt còn có trận pháp đế ngự thủ và thần trận đế hiền. Trận pháp đế ngự thủ chủ yếu phòng thủ, chính là trận pháp phòng thủ cường đại nhất của đế thành. Được gọi danh là trận pháp đầu tiên của đại đế, một khi được khởi động thì toàn bộ đế thành sẽ vô cùng kiên cố, bất khả xâm phạm, không gì có thể phá nổi. Sau khi Diệp Quân bị đẩy lui, hắn nhìn qua cánh tay phải của mình. Tay phải của hắn đã tê dại, nếu không phải trước khi đến, thân xác đã được tái tạo lại thì một đòn vừa nãy rất có thể sẽ khiến hắn bị thương nặng. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tường thành đế thành, hắn có phần bất ngờ. Vì lúc trước hắn cũng từng gặp một vài trận pháp cường đại, nhưng đối với hắn mà nói những trận pháp đó đều là thứ vô dụng, một nhát kiếm là có thể phá vỡ. Nhưng trận pháp ở trước mặt hắn lúc này lại khiến hắn bất ngờ. Thật ra hắn bất ngờ, còn không biết những cường giả của đế tộc còn bất ngờ hơn. Vì bọn họ phát hiện nhát kiếm mà ban nãy Diệp Quân chém xuống đã để lại một vết kiếm trên tường thành đế thành. Phải biết rằng bức tường thành này đều là do huyền tinh thần bí chế tạo ra. Cộng thêm có trận pháp gia cố, mà trận pháp này chính là do đại đế của đế tộc năm đó đích thân bố trí, có thể nói là vô cùng kiên cố, vậy mà lúc này tường thành lại bị kiếm của Diệp Quân làm tổn hại. Làm tổn hại được thì cũng đồng nghĩa với việc đối phương rất có khả năng có thể phá hủy được. Nghĩ đến đây, sắc mặt của đế nam đang đứng trên tường thành nhất thời trở lên khó coi. Bên ngoài tường thành, Diệp Quân cầm kiếm đứng,
hắn ngẩng đầu lên nhìn đám người Đế Nam, khinh thường cười một tiếng, không ai dám tới đánh một trận sao. Câu này của Diệp Quân giống như cây roi quất mạnh vào mặt đám cường giả đế tộc, vô cùng đau rát. Có vài người trẻ tuổi không nhịn được, đang định ra khỏi thành ứng chiến thì lại bị ngăn cản lại. Rắc rắc. Chính vào lúc này, thời không cách trước mặt Diệp Quân không xa lại đột nhiên nứt ra, tiếp sau đó, một ông lão từ bước ra. Đế Lăng, tộc trưởng đời trước của đế tộc. Thấy tộc trưởng đời trước Đế Lăng xuất hiện, tất cả cường giả đế tộc có mặt ở đây đều lập tức sôi trào lên. Đế Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quân, phải nói rằng ngươi rất yêu nghiệt, thậm chí không thua kém chân thánh sơ khai năm đó, nhưng như vậy thì sao? Ngươi có yêu nghiệt hơn nữa thì cũng chỉ ở nội đạo, không phải đại đế, cũng không thể trở thành đại đế. Bởi vì không có bối cảnh gia tộc cường đại chống đỡ cho ngươi. Ngươi bây giờ kiêu căng ngạo mạn như vậy là bởi vì ngươi ngu dốt. Chỉ cần ngươi biết một chút xuất thân của gia tộc đại đế ta thì ngươi cũng không dám ngạo mạn ở đây đâu. Bối cảnh của gia tộc đại đất. Bọn họ ở vũ trụ này, vạn tộc mọc lên như rừng. Nhưng gia tộc đại đế lại rất ít, bối cảnh của mỗi gia tộc đại đế không phải là thứ mà người khác có thể tưởng tượng được. Bởi vì nếu một gia tộc sinh ra được một vị đại đế thì đồng nghĩa rằng thời đại này có thể trực tiếp thông sát. Đại đế xuất hiện, trấn áp vạn tộc, mà vào thời gian này, gia tộc có đại đế có thể hưởng thụ tài nguyên tốt nhất của cả vũ trụ, bao gồm tất cả thiên đạo và số mệnh của vũ trụ này. Có thể nói, bối cảnh của một gia tộc đại đế là một thứ vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Chân thánh sơ thủy năm đó tài hoa kinh người đến mức nào? Nhưng vẫn bị giết chết ở đây. Sức mạnh của một người vĩnh viễn không thể chống lại được một gia tộc đại đế, ngoại trừ bản thân ngươi có thể đạt tới trình độ đại đế. Nhưng điều đó có thể sao? Bây giờ một số gia tộc đại đế đã cố gắng hết sức lực của toàn tộc suốt mấy tỷ năm nhưng vẫn không thể cố gắng ra được một vị đại đế khác. Nền văn minh bỉ ngạn nhỏ bé thì vĩnh viễn cũng không thể có được đại đế. Bởi vì nơi nhỏ bé như vậy không xứng. Diệp Quân nhìn Đế Lăng đang hung hăng lên mặt, cười nói, bối cảnh của gia tộc đại đế sao? Để ta xem thử nào. Ánh mắt Đế Lăng tối sầm lại, giơ tay lên tung quyền. Bán bộ đạo chi ngoại. Một đòn quyền này của ông ta vừa tung ra, trong trời đất đột nhiên xuất hiện vô số đạo và pháp. Đạo và pháp này giống như màn sáng treo lơ lửng giữa trời đất. Đạo pháp thần quyền, vạn đạo cuộn trào, trời đất hợp nhất. Đế Lăng không hề xem thường Diệp Quân ở trước mặt, vừa ra tay đã tung ra đòn chí mạng. Đạo pháp cường đại ngưng tụ lại từ trong trời đất, sau đó hóa thành từng luồng quyền ý khủng khiếp như nước lũ, nghiền nát tất cả mà lao về phía Diệp Quân. Lúc này thời không trong trời đất sôi trào lên như nước bị đun sôi, pháp tắc tuôn trào ra, đại đạo cuồn cuộn. Đối mặt với một đòn quyền khủng khiếp như vậy của Đế Lăng, Diệp Quân không lùi mà lại lên, một nhát kiếm đâm ra, chỉ là một nhát kiếm rất bình thường, nhưng vào khoảnh khắc nhát kiếm này được đâm ra, pháp và đạo đang cuồn cuộn trong trời đất trực tiếp bị vỡ tan thành từng lớp, kiếm thế ngút trời cuốn sạch mọi thứ trong chốc lát, kiếm thế cường đại cứng rắn buộc Đế Lăng phải lùi mạnh về phía cuối tường. Thành. Thấy cảnh này, tất cả cường giả đế tộc đang ở trên tường thành đế thành đều chết lặng. Trong trời đất đều vô cùng yên lặng. Ngay cả Đế Lăng cũng không đánh lại được thiếu niên kiếm tu này sao? Hai mắt Diệp Quân từ nhắm lại, lúc này sau khi kiếm ý trật tự có được sự tín ngưỡng của các cường giả như chân thánh sơ khai thì đã đạt được một trình độ vô cùng kinh khủng, cộng thêm kiếm đang cầm trong tay lại là kiếm Thanh Huyên, vì vậy tất cả đạo và pháp của thế gian đều hoàn toàn không có tác dụng áp chế hẳn. Trừ khi đạo của đối phương cao hơn hẳn thì như vậy mới có thể áp chế được hẳn. Sau khi Đế Lăng lui về phía cuối đế thành, sắc mặt ông A lập tức trở lên vô cùng khó coi, ông ta không ngờ đạo pháp thần quyền của ông ta lại bị thiếu niên trước mặt này phá hủy. Một cách dễ dàng như vậy. Tất nhiên, trong lòng ông ta phần nhiều là khiếp sợ. Ông gia chưa từng gặp một kiếm tu nào lại đáng sợ đến như vậy. Chính vào lúc này, một luồng tiếng kêu của kiếm bất ngờ vang lên, giây sau, Đế Lăng lập tức biến sắc, cổ tay ông ta chuyển động, một thanh giáo dài xuất hiện ở trong tay ông ta. Ông ta nhảy lên, một giáo đâm mạnh về phía Diệp Quân. Một giáo này ông ta cũng sử dụng hết toàn lực, sức mạnh của bán bộ đạo chi ngoại cường đại giống như sấm sét mà lao về phía Diệp Quân. Tuy nhiên khi một kiếm và một giáo vừa tiếp xúc, thanh giáo dài lập tức run rẩy dữ dội, sau đó trực tiếp nổ tung. Sức mạnh kiếm đạo cường đại trực tiếp, đánh bay Đế Lăng, ông ta nặng nề đập vào tường thành của đế thành. Diệp Quân một nhát kiếm chém tới,
đang định giết chết Đế Lăng thì lúc này Đế Thành lại đột nhiên rung chuyển dữ dội, tiếp theo đó, vô số thần quang từ trên tường thành cuộn trào ra, lập tức đánh bay Diệp Quân ra ngoài. Diệp Quân bị đánh lui ra nghìn trượng. Sau khi dừng lại, hắn nhanh chóng vung kiếm, vô số thần quang vỡ vụn, kiếm quang tung hoành trong trời đất. Trên tường thành, tất cả cường giả đế tộc đều đang nhìn chăm chằm vào Diệp Quân. Lúc này, trong mắt bọn họ đều lộ ra sự sợ hãi sâu sắc. Sắc mặt Đế Lăng đột nhiên trở lên dữ tợn, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, ông ta lại bị Diệp Quân đè xuống mà đánh, đây chính là sự sỉ nhục. Ông ta bỗng nhiên nhảy lên, sau đó một quyền hung hăng đập về phía Diệp Quân ở xa xa. Đế Diệt Chi Quyền. Một quyền này ông ta tung ra, quyền thế ngút trời giống như triệu khoảnh nước lũ từ trong trời đất hội tụ lại, sau đó hung hăng lao về phía Diệp Quân. Uy lực một đòn quyền này của ông ta hoàn toàn không phải là thứ mà đế thừa trước đó có thể so sánh được, ý chí đại đế ẩn chứa bên trong cũng vô cùng khủng khiếp. Lúc này trong trời đất đều trở lên hư ảo, hoàn toàn không thể chịu nổi sức mạnh một đòn quyền này của ông ta. Mà cách đó không xa, Diệp Quân giơ tay lên, một nhát kiếm chém xuống. Vụt! Một nhát kiếm này vừa hạ xuống, trời đất trực tiếp bị cắt ra, sức mạnh của Đế Diệt Chi Quyền cũng bị vỡ tan trong nháy mắt. Kiếm thế cường đại lại đánh bay Đế Lăng ra ngoài thêm lần nữa. Khi ông ta đập mạnh vào tường thành Đế Thành rung chuyển kịch liệt, giống như là một trận động đất lớn, mà thân xác Đế Lăng lúc này cũng bị rạn nứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Một nhát kiếm làm trọng thương. Trong trời đất vô cùng yên lặng. Diệp Quân cầm kiếm chậm rãi đi về phía Đế Thành, hắn bỗng nhiên gầm lên giận dữ, phản chiêu đế, cút ra đây. Giọng nói vừa dứt, cổng thành Đế Thành đột nhiên mở ra, một người phụ nữ chậm rãi đi ra, mà khi cô ta bước ra, kiếm thế ngút trời của Diệp Quân lại bị bước lui. Phản chiêu đế. Phản chiêu đế từ từ bước tới, cô ta mặc một chiếc áo đỏ, những lồng khí tức ác đạo đáng sợ di chuyển quanh người, những khí tức đó giống như máu đông, lúc di chuyển, khí tức ác đạo giữa trời đất dâng trào cuồn cuộn như thủy triều, đáng sợ vô cùng. Còn dưới chân cô ta, mặt đất bắt đầu nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh lan tràn khắp bốn phía, cho dù là kiếm ý đáng sợ phát ra từ người Diệp Quân, cũng không chống lại sức mạnh ác đạo khủng bố này được, bị ép phải lùi liên tục. Thấy cảnh này, những cường giả đế tộc trên tường thành kia vô cùng ngạc nhiên. Hai người này thật sự đều đến từ nền văn minh bỉ ngạn gì đó à? Đế Lăng nhìn chăm chăm vào Phản Chiêu Đế bước từ từ về trước dưới tường thành, biểu cảm cũng nghiêm trọng vô cùng, sau khi người phụ nữ này xuất hiện, tạo thành một loại cảm giác áp bức khủng bố cho tất cả mọi người trong trời đất, thật sự quá đáng sợ rồi. Lại nhìn Phản Chiêu Đế lần nữa, hai mắt Diệp Quân đột nhiên từ từ trở nên đỏ như máu. Lăng Tiêu, Thiên Thần, Tam Tỷ, thù mới hận cũ, hôm nay sẽ báo hết. Am, hai mắt Diệp Quân đột nhiên trở thành một biển máu, một cột máu xông ra từ người hắn, chớp mắt khu vực hắn đang đứng trở thành một biển máu cuồn cuộn. Huyết mạch phong ma. Khi huyết mạch phong ma xuất hiện, khí tức của Diệp Quân lại tăng vọt điên cuồng lên lần nữa, sau đó lúc mọi người còn đang kinh ngạc, trong người Diệp Quân đột nhiên lại xuất hiện một luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ. Huyết mạch phàm nhân, hai loại sức mạnh huyết mạch quét sạch bầu trời. Sau khi hai loại sức mạnh huyết mạch xuất hiện, lúc này khí tức của Diệp Quân đã ngang băng với khí tức ác đạo của Phản Chiêu Đế. Trên tường thành Đế Thành, một đám cường giả đế tộc cực kỳ sợ hãi, lại có hai loại sức mạnh huyết mạch đặc biệt, hơn nữa, hai loại sức mạnh huyết mạch này còn đáng sợ như vậy. Bọn họ thân là đế tộc, thật ra huyết mạch cũng khá đặc biệt, đương nhiên, trải qua bao nhiêu năm như vậy, huyết mạch này đã càng ngày càng yếu, suy cho cùng, loại gia tộc đại đế như bọn họ, nếu không có đại đế mới xuất hiện, huyết mạch lưu truyền cho vô số đời sau, thì nó càng ngày càng yếu, cuối cùng thậm chí sẽ biến mất hoàn toàn. Lúc này thấy hai loại huyết mạch khủng bố của Diệp Quân, một đám cường giả đế tộc đều kinh ngạc vô cùng, vì huyết mạch của Diệp Quân rõ ràng còn mạnh hơn huyết mạch đế tộc trên người bọn họ nhiều. Đế Lăng là người đầu tiên nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng, sao có thể? Phía dưới, Phản Chiêu Đế bình tĩnh nhìn Diệp Quân, sau khi Diệp Quân kích hoạt hai loại huyết mạch đặc biệt, khí tức tăng vọt điên cuồng, nhưng, hai loại khí tức đều tiếp cận người cô ta. Bù! Đúng lúc này, một tiếng kiếm vang lên. Một biển máu kiếm quang xé toạc qua từ giữa sân. Dưới sự tăng cường của hai luồng sức mạnh huyết mạch, Diệp Quân còn kích hoạt cả kiếm ý vô địch của mình. Có thể gọi là dùng hết toàn lực.
đối diện với người phụ nữ trước mặt, tất nhiên hẳn sẽ không xem thường hay giữ sức gì. Nhát kiếm này vừa đánh ra, một kiếm thế cuồn cuộn ngất trời đã đè ép mọi cường giả đế tộc trong sân đến nghẹt thở, như cảm nhận được sự đe dọa, khoảnh khắc này mọi phù văn trên tường thành đế thành đều khởi động, những luồng phù văn thần quang như cái khiên, bảo vệ cả đế thành, nhưng kiếm thế kia quá mạnh, đè lên khiến cả tòa thành bắt đầu run rẩy kịch liệt. Còn ở nơi xa, nhát kiếm kia của Diệp Quân đã giết tới trước mặt Phản Chiêu Đế, đối diện với nhát kiếm ghê sợ này, trong mắt Phản Chiêu Đế không biến động tí nào, cô ta duỗi một ngón tay ra, sau đó nhẹ nhàng chỉ một cái, nháy mắt, nhát kiếm kia của Diệp Quân còn cách mặt cô ta nửa trượng đã bị đè ép tại chỗ. Kiếm ý. Sức mạnh huyết mạch phong meo, sức mạnh huyết mạch phàm nhân. Sức mạnh ác đảo. Mấy loại sức mạnh điên cuồng hòa quyện khu vực hai người đang ở, đặc biệt là huyết mạch phong ma của Diệp Quân, nó và sức mạnh ác đạo của Phản Chiêu Đế cần xé lẫn nhô. Thời không đế thành là nơi cực kỳ kiên cố, nhưng lúc này, khu vực Phản Chiêu Đế và Diệp Quân đang ở đã biến thành tro bụi, mảnh thời không này đã hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của hai người. Thấy cảnh này, hai tay đế nam dẫn đầu đế tộc từ từ nam chặt lại, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Ông ta không ngờ nền văn minh bỉ ngạn này lại xuất hiện yêu quái, loại nhân vật này thật sự quá nghịch thiên, nếu cho thêm chút thời gian trưởng thành nữa, lúc đó, cho dù gia tộc đại đế, e là cũng không thể làm gì được loại quái vật này. Nghĩ tới đây, đế lăng lập tức nảy sinh ý giết người, ông ta quay đầu nhìn ông già bên cạnh, ông già hội ý, gật đầu, lặng lẽ lùi lại. Đế lăng quay đầu nhìn Diệp Quân nơi xa, loại thiên tài yêu quái này nhất định phải chết ở đây, không thể để chạy trốn. Nếu không, sau này thảm họa sẽ không dừng lại. Nơi xa, hai ngón tay của Phản Chiêu Đế đột nhiên thu lại thành nắm, sau đó bỗng vung một đấm về phía trước mặt. Vừa đánh đám này ra, vô số sức mạnh ác đạo như núi lửa phun trào, nuốt chừng ngàn dặm, sức mạnh ác đạo ghê gớm nháy mắt đã khiến hai loại sức mạnh huyết mạch và hai loại kiếm ý phải lùi lại, chính khu vực thời không mà Diệp Quân đang đứng cũng bắt đầu sụp đổ chôn vùi từng tầng một. Lên! Lúc này, Diệp Quân bỗng gầm thét, chỉ thấy tay trái của hắn nhẹ nhàng nâng lên, trong người, vô số ý trật tự và kiếm ý vô địch xông ra, hai loại kiếm ý hóa thành những luồng kiếm quang đáng sợ điên cuồng hòa quyện với những luồng sức mạnh ác đạo ở gần hắn. Tiếp đó, lại vô cùng vất vả, sức mạnh ác đạo bây giờ của Phản Chiêu Đế so với vũ trụ cấp 10, đã mạnh hơn không chỉ 11 lần. Giữa trời đất, nhiều loại sức mạnh hòa quyện. Lúc này kiếm ý trật tự và kiếm ý vô địch còn có sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân đều đã từ từ rơi xuống thế yếu. Tay phải Diệp Quân từ từ nắm chặt kiếm thanh huyên trong tay, kiếm thanh huyên rung chuyển dữ dội, những luồng kiếm ý đáng sợ không ngừng tràn ra từ kiếm, tiếp đó, nhưng những lồng sức mạnh ác đạo trước mặt hẳn lại như tường đồng vách sắt, hoàn toàn không lay chuyển gì. Diệp Quân đột nhiên nhún người nhảy lên, một nhát kiếm chét về phía Phản Chiêu Đế. Nhất kiếm quyết sinh tử. Kiếm kỹ của nhát kiếm này thi triển ra, vào lúc này kiếm thế của Diệp Quân biến chất, kiếm ý mạnh mẽ và sức mạnh huyết mạch phản công, ép buộc áp chết ác niệm cuồn cuộn của Phản Chiêu Đế. Nhưng đúng lúc này, Phản Chiêu Đế đột nhiên bước về trước một bước, bước này vừa hạ xuống, vô số sức mạnh ác đạo từ dưới chân cô ta xông lên trời, đè bẹp sức mạnh huyết mạch và kiếm ý của Diệp Quân, đồng thời, cô ta vung một đấm tới, tức thời vô số sức mạnh ác đạo nhấn chìm Diệp Quân như sóng. Những tiếng nổ không ngừng vang lên giữa trời đất, trong mắt của vố cường giả trên tường đế thành, kiếm quang kia đã bị một đấm đánh rung chuyển cho lùi lại liên tục, nháy mắt đã lùi xa chục ngàn trượng. Trong kiếm quang chính là Diệp Quân. Khi Diệp Quân dừng lại, sức mạnh huyết mạch và kiếm ý quanh người hắn bị sức mạnh ác đạo đánh tan, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, suy nghĩ của hắn chuyển động, mọi kiếm ý và sức mạnh huyết mạch bị đánh tan ngưng tụ lại lần nữa. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phản Chiêu Đế nơi xa, Phản Chiêu Đế cũng nhìn hắn, mặt cô ta vô cảm, một tay giấu sau người nắm chặt, còn quanh người cô ta, vô số sức mạnh ác đạo cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, khủng bố vô cùng. Đáng sợ nhất là, sau khi cô ta ra tay, sức mạnh ác đạo của cô ta lại tăng mạnh liên tục. Trên tường thành đế thành, đế lăng dẫn đầu nhìn Diệp Quân và Phản Chiêu Đế nơi xa, trong mắt đầy kiêng dè, thực lực của hai người này đều mạnh hơi quá đáng, đặc biệt là Phản Chiêu Đế, sức mạnh ác đạo cuồn cuộn, đúng là khủng bố. Quả nhiên để cô ta tiếp tục càn xé như vậy, với sức mạnh ác đạo vô biên của vũ trụ, rất có thể cô ta sẽ thành đại đế. Sẽ thành đại đế. Đế lăng không dám nghĩ sâu hơn. Ngoài Phản Chiêu Đế này, sức chiến đấu của Diệp Quân cũng mạnh vô lý, hai loại sức mạnh huyết mạch,
thêm hai loại kiếm ý, trong tình huống tương tự, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, nhưng lại gặp phải một người phụ nữ còn biến thái hơn. Nơi xa, Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân, tay trái nhẹ vuốt vạt áo, hời hợt nói, chỉ như vậy thôi à? Vừa dứt lời, trời đất đột nhiên trở nên im lặng. Chẳng lẽ người phụ nữ này còn chưa dùng toàn lực? Trong đế tộc, vô số cường gia khó tin nhìn Phản Chiêu Đế, bao gồm cả Đế Lăng dẫn đầu. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào Phản Chiêu Đế, quanh người hắn, huyết mạch phong ma, huyết mạch phàm nhân dâng trào điên cuồng, huyết mạch phong ma đột nhiên sôi mạnh, khoảnh khắc tiếp theo, huyết mạch phong ma của hắn rời khỏi cơ thể, lao thẳng về phía những sức mạnh ác đạo giữa trời đất của Phản Chiêu Đế. Huyết mạch phong ma là ác, ác đạo của Phản Chiêu Đế cũng là ác, thật ra hai cái này có thể chiếm đoạt lẫn nhô. Đương nhiên, hôm nay bên này và bên kia đều rất phẫn nộ, vì trước khi chưa gặp huyết mạch phong ma, sức mạnh ác đạo của Phản Chiêu Đế có thể cần xé tất cả mọi điều ác trên đời, bất kỳ ác niệm nào cũng phải phục tùng, nhưng sau khi gặp huyết mạch phong ma, nó phát hiện, nó không chiếm đoạt huyết mạch phong ma được. Huyết mạch phong ma cũng như vậy, mặc dù nó là huyết mạch, nhưng thật ra cũng là một loại tà ác, trước đây, nó có thể cần nuốt mọi đồ vật có liên quan với ác nghiệp, nhưng lúc này, nó cũng không biết phải làm sao với sức mạnh ác đạo này. Hai loại sức mạnh đều không phục, khiêu chiến lẫn nhau. Phản Chiêu Đế lạnh nhạt nhìn sức mạnh huyết mạch phong ma của Diệp Quân, sau đó cô ta nhìn Diệp Quân, có phải nên đốt cháy cả thân thể lẫn linh hồn không? Cô ngông cuồng gì hả? Đúng lúc này, trong người Diệp Quân, tiểu tháp đột nhiên hóa thành một luồng kim quang hung hăng đâm vào Phản Chiêu Đế, nhưng bị Phản Chiêu Đế đàn áp tại chỗ dễ như chơi. Cũng chính lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ, bấy giờ hai loại kiếm ý và huyết mạch phàm nhân trong cơ thể được hắn nâng cao tới tột bậc. Nhất kiếm quyết sinh tử. Nhát kiếm này, kiếm thế của Diệp Quân dâng trào điên cuồng, đạt đến một cực hạn, tiếp đó, Phản Chiêu Đế chỉ nhẹ nhàng chỉ một phát, nháy mắt một luồng sức mạnh ác đạo đáng sợ đã trấn áp hẳn tại chỗ. Hai loại kiếm ý lập tức bị đánh tan, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hai loại kiếm ý lại được Diệp Quân ngưng tụ, có điều, hắn vẫn không thể chém vỡ sức mạnh ác đạo của Phản Chiêu Đế. Tay trái Phản Chiêu Đế từ từ mở ra, thời không vốn bị phá vỡ giữa trời đất tuôn ra vô số sức mạnh ác đạo, chỉ nháy mắt, ngoài đế thành đã biến thành một biển máu vô tận, sức mạnh ác đạo ghê gớm đè lên khiến cả đế thành rung chuyển dữ dội, đáng sợ nhất là, trận pháp phòng ngự ngoài đế thành đã bắt đầu khó ngăn chặn nổi. Trên tường thành xuất hiện vết nứt mạng nhện chỉ chít. Phản Chiêu Đế từ từ bước về phía Diệp Quân nơi xa, cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ta là thân xác phản kiếp, sinh ra từ điều ác trên đời không hết, ta không chết, đừng nói ngươi, dù để người nhà của ngươi ra đây, cũng không giết chết được tai. Thân xác phản kiếp, sinh ra từ điều ác. Vào giây phút này, Diệp Quân mới ý thức được một chuyện, trước đây Phản Chiêu Đế chính là ác đạo. Đã thế cô A còn tu luyện vạn kiếp địa ác đạo, hơn nữa, khắp thế gian này nơi đâu cũng có vũ trụ kiếp, bởi vì vũ trụ kiếp bắt nguồn ở ác niệm chúng sinh, sinh ra để đối phó với chúng sinh bất diệt, ác niệm không chấm dứt, Phản Chiêu Đế sẽ không chết. Vậy giết cô ta thế nào đây? Diệp Quân đứng nơi xa xa nhìn Phản Chiêu Đế, lúc này Phản Chiêu Đế chỉ im lặng đứng đó, nhưng lại có vô số ác niệm vô tận trong trời đất đang cuồn cuộn tụ tập tới chỗ cô A. Khi những ác niệm này nhìn thấy Phản Chiêu Đế, chúng nhảy cẳng lên reo hò, cực kỳ vui mừng. Chỉ cần có cái ác, thân xác phản kiếp của cô ta có thể còn mãi không chết đi, pháp không thể xâm phạm, đạo không thể tiêu diệt. Loại đại đạo này cực kỳ khó thấy trong toàn bộ vũ trụ này, hơn thế, hôm nay Phản Chiêu Đế lại đột ngột đi ra ngoài. Chưa từng có người nào đạt tới đại đạo. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, hắn cúi xuống nhìn kiếm thanh huyên trong tay. Kiếm thanh huyên như đã cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, lập tức run lên bần bật, tiếng kiếm không ngừng vang lên bên tai, từng luồng chiến ý quét sạch thế giới. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn Phản Chiêu Đế, cười to nói, đánh tiếp. Vừa dứt lời, kiếm quang đã xé nát mọi thứ và chém thẳng về phía Phản Chiêu Đế. Đã đến lúc này rồi, Diệp Quân không còn lựa chọn nào. Khác ngoại trừ phải liều mạng một phen, trận chiến này, vì bản thân hắn, vì cả nền văn minh bỉ ngạn. Và vì những người anh em đã khuất. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quân, vẻ mặt Phản Chiêu Đế vẫn bình tĩnh như không, cô ta chỉ vung tay áo lên, vô số sức mạnh ác đạo nhấn chìm Diệp Quân ở xa xa như thủy triều. Kiếm quang, sức mạnh ác đạo. Hai luồng sức mạnh này vừa tiếp xúc với nhau đã điên cuồng chém giết,
khu vực họ đang đứng lập tức tan thành bột phấn trong chốc lát, thời không vũ trụ này hoàn toàn không thể chịu nổi sức mạnh của hai người họ. Vào giây phút này Diệp Quân đã quên mất sống chết mà dốc toàn bộ sức lực ra đánh một trận, mỗi nhát kiếm đều là cực hạn của hắn. Tuy nhiên, cho dù hắn có vùng kiếm Thanh Huyên trong tay như thế nào đi nữa cũng không thể làm gì Phản Chiêu Đế, sức mạnh ác đạo của cô ta mạnh đến mức kiếm Thanh Huyên không tài nào đập tan được. Vì huyết mạch phong ma và kiếm ý vô địch mà giờ phút này Diệp Quân càng đánh càng mạnh, nhưng sức mạnh ác đạo của Phản Chiêu Đế cũng càng đánh càng mạnh. Hai người đều thuộc kiểu càng đánh càng hăng. Một đám cường giả đế tộc đứng ở một bên trực tiếp chứng kiến trận đánh của hai người, cho dù là Diệp Quân hay Phản Chiêu Đế, sức chiến đấu họ phô ra cũng rất kinh khủng. Còn mạnh hơn các cường giả bán bộ đạo chỉ ngoại rất nhiều. Đế Lăng dẫn đầu nhìn chăm chằm Diệp Quân, ánh mắt không hề che giấu ý muốn giết chóc. Thù hận giữa đế tộc và nền văn minh Bỉ Ngạn không thể nào hòa giải được, do đó, chàng kiếm tu trẻ tuổi ở trước mặt này sẽ phải chết, nếu không sau này đế tộc sẽ gặp phải đại họa. May thay, thanh niên này không sinh ra trong gia tộc đại đế, nếu không ông ta cũng không nỡ. Nếu một thiên tài yêu nghiệt như thế này sinh ra trong gia tộc đại đế, vào những năm tháng đại đế không xuất hiện, vậy thì rất đáng sợ, đủ để ảnh hưởng đến kết cục của toàn bộ vũ trụ thời đại đế giả. Bởi vì gia tộc đại đế sẽ điên cuồng đào, tạo, thậm chí còn đưa ra cả đế binh. May thay, Đế Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải người của gia tộc đại đế, vậy đế tộc bọn họ không cần sợ gì nữa. Đằng xa, Diệp Quân càng đánh càng hăng, kiếm ý vô địch của hắn đang điên cuồng chiến đấu, tăng lên không ngừng, mỗi một kiếm vung ra cũng có thể chém hết mọi thứ. Tất cả pháp tắc lãn đạo tắc trong thế giới này khi ở trước mặt thanh kiếm của hắn đều chỉ như tờ giấy dán, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi Phản Chiêu Đế đối mặt với kiếm Thanh Huyên và kiếm ý, cho dù hắn có tấn công dữ dội đến nhường nào cô A vẫn có thể bình tĩnh, ung dung chống trả. Trên tường thành, Đế Lăng nhìn chăm chăm Phản Chiêu Đế, một lát sau, không biết ông ta phát hiện ra thứ gì mà vẻ mặt lập tức thay đổi. Cả kinh nói cô ta đang dựa vào chiến đấu để hấp thu toàn bộ sức mạnh ác đạo vô tận đang tồn trữ trong cơ thể cô ta. Khi phát hiện ra điều này, Đế Lăng vô cùng sợ hãi. Vào giây phút này ông ta mới biết được, sau khi Phản Chiêu Đế nuốt chửng hết đế vực ác niệm, cô ta vẫn chưa hấp thụ hoàn toàn những ác niệm đó. Thật ra chuyện này cũng bình thường, đế vực này có bao nhiêu sinh linh, bọn họ có bao nhiêu ác niệm chứ? Sau khi cô ta hấp thu vào trong cơ thể xong, hoàn toàn không thể tiêu hóa hết chúng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn được, thông qua chiến đấu cô ta sẽ có thể hấp thu nuốt chửng lượng ác niệm đó, một khi cô ta hấp thu toàn bộ những ác niệm đó. Đế Lăng không dám nghĩ nữa. Lúc này, một ông lão đột nhiên đi đến bên cạnh Đế Lăng, ông ta trầm giọng nói, bọn ta đã chuẩn bị xong, ra tay luôn hay thế nào? Đế Lăng nhìn chằm chằm Phản Chiêu Đế ở phía xa, siết chặt hai nắm tay lại, một lúc sau, ông ta nói, đợi thêm một chút. Mặc dù ông lão hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi lại mà lui sang một bên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.